nửa mở, nửa Việt Nam, nửa Mỹ. Bây giờ về Việt Nam mình đầu tư chắc có thể ở đây luôn. Em là một người tính cách thì khá hiền, khá dễ tính và rất là chu đáo, biết nghĩ cho mọi người. Anh phải có cái sự cảm thông chia sẻ, ta phải có cái sự chia sẻ việc nhà với vợ này. Khỏi lo em, chỉ có em đẻ không được thôi, chứ bất cứ gì làm cũng được á, thì mỗi người một tay vậy thôi. Xin được mời nhà gái. Chào em. Mời nhà trai. Mời em ngồi. Mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Em xin kính chào quý vị khán giả. Chào hai MC, chào chú Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan. Xin chào em. Dạ, xin chào anh Nam bên cạnh ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thơm, em sinh năm 1995, em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ, em là nhân viên văn phòng của một công ty thực phẩm. Rồi ở Sài Gòn là em ở đâu? Dạ, em ở Thủ Đức ạ. Là em ở nhà ai? Dạ, em ở nhà của em. À, nhà em luôn hả? Trời, giỏi quá vậy. Thơm ở một mình hay ở với ai? Dạ, em ở với em trai ạ. Còn em trai giới thiệu về mình đi. Dạ, lần đầu tiên em cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em có cơ hội để quen với bạn gái. Anh tên là Nguyễn Victor Tiến. Kêu Victor hay kêu Tiến ta? Kêu Tiến chị Lan. Dạ, em chào anh Tiến. Em thì trên giấy tờ thì em sinh 71, nhưng mà thật ra thì em sinh 83. Cuộc đời nửa nạc nửa mỡ, nửa Việt Nam, nửa Mỹ. Bây giờ về Việt Nam đầu tư chắc có thể ở đây luôn. Em ở nước ngoài bao lâu rồi? Em ở cũng gần 21 năm. 21 năm? Dạ. Rồi bây giờ về Việt Nam? Dạ vâng. Ở đâu? Dạ, hiện bây giờ em ở quận 7, ở Phú Mỹ Hưng. Em ở với ai? Ở mình anh. Một mình hả? Dạ. Mình thuê nhà mình ở hay sao? Dạ vâng. À, rồi định về Việt Nam ở luôn? Chưa biết nữa, nếu như mà lập gia đình ở đây thì muốn ở đây cũng được, hay muốn về Mỹ ở cũng được. Em về Việt Nam lâu chưa? Em về đây được 3 tuần anh. 3 tuần? Sao em biết chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này? Thì cũng có coi ở bên Mỹ nhiều rồi, cũng thấy cũng hay, với cũng tạo được điều kiện cho những người mà không có điều kiện để gặp những bạn gái mình muốn á. Rồi. Nhưng mà anh tính về Việt Nam là anh tính làm công việc gì ở bên này? Thì hiện bây giờ em đang kiếm đất để em mua, để em xây trại nuôi gà nông nghiệp đó anh. Bây giờ anh Tiến đang giới thiệu về mình thì anh Tiến giới thiệu luôn về ưu điểm và khuyết điểm của mình luôn đi ạ. Ưu điểm của em á thì nếu như mà đã quyết định làm cái gì đó là phải làm cho nó xong mới ngủ được. Khuyết điểm á thì làm cái gì cũng làm lẹ lắm, không có suy nghĩ kỹ. Anh thử có nhiều lúc nó cũng thất bại, nhiều lúc nó cũng được này được nọ. Cứ bên Mỹ thì Tiến làm công việc gì bên đó? Dạ, hồi trước em qua bển thì em làm kỹ sư về điện thoại rồi á, 8 năm. Rồi xong rồi nó cứ thất nghiệp hoài, cái cảm chán quá, em đổi qua mua nhà cửa, rồi sửa lại bán, rồi về coi như là về bất động sản đó, đúng không? Dạ, vậy. Làm kỹ sư phần cứng hả? Dạ, em làm đi ở ngoài bắt mấy cái antenna cho điện thoại đồ. Bây giờ nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình cho nhà trai nghe đi. Em là một người tính cách thì khá hiền, khá dễ tính và rất là chu đáo, biết nghĩ cho mọi người. Em còn biết lo nhà cửa cơ bản thì em biết, nấu ăn rồi em cũng biết. Còn về điểm yếu của em thì em nói chuyện hơi nhỏ và em hơi ít nói. Lâu lâu về cái khả năng mà tự chăm sóc sức khỏe của bản thân thì cũng có nhiều cái nó chưa tốt cho lắm. Ví dụ cơ bản như là cái việc uống nước hàng ngày là em cũng nhiều khi nhớ thì em uống, còn không thì em ít uống nước. Tức là giờ mình mong có một người để mà có thể nhắc mình uống nước, đúng không? Dạ đúng rồi. Chị cài báo thức cho. Mình có thể nói chút xíu đường tình duyên của mình đó Tiến. Em có quen 2 mối tình là chưa đi đâu hết. Cái đầu tiên á là quen giống như đi học high school, nó học ở trong trường đó, nó quen cũng được 5-6 năm, không thấy xong. Rồi mối tình thứ hai thì chia tay cũng gần 5 năm rồi. Lý do là cái bạn đó không có hợp với mẹ em lắm, không có chịu bỏ thời gian để coi như chăm sóc mẹ em á, tại mẹ em bị bệnh liệt nửa người á. Chia tay là bắt đầu lúc mẹ em chết rồi, bây giờ em ở vậy tới gần 5 năm rồi. Mẹ mất rồi, còn dạ. Ba thì mất lâu rồi. Còn gia đình bên đó anh em còn mấy người? Không còn ai á, chỉ còn mình em, bởi vậy em mới về đây. Chỉ còn một mình em thôi? Dạ vâng. Rồi thấy thương nhà, coi như mồ côi hết. Đó, hoàn cảnh của nhà trai tôi vậy đó, cũng chưa có gia đình gì hết nha. Dạ, nhà gái nghe rồi. Nhà trai tôi muốn nghe đường tình duyên đó. Đường tình duyên của em thì không trắc trở lắm, em trải qua được một mối tình. Tụi em quen nhau được 1 năm. Cái lý do chia tay là do chắc là mối tình đầu. Cái việc yêu đương nó cũng không có nhiều cái trải nghiệm. Khi mà xảy ra cái mâu thuẫn gì đó thì tụi em chỉ biết im lặng và không có nói cho nhau và cũng không có tìm ra hướng giải quyết. Đến một ngày mà nó quá nhiều cái bức bách rồi á thì quyết định là chia tay. Thật ra cái này cũng không phải nói là về có kinh nghiệm xử lý hay không, mà là do thật sự là tụi em tình yêu nó chưa có lớn nhiều cho nên là tụi em không có giải quyết được. Yêu chưa đủ thôi. Chào em gái. Dạ, chào chú. À, ở bên đây á, nhà trai hơi lớn hơn đó một chút xíu tuổi. Dạ. Có 13 hả? Dạ. 12 thôi, đúng con giáp đi. Thấy được không? Dạ được ạ. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình có thể diễn tả có giống bên đây không? Em muốn tìm một người thứ nhất về công việc, sự nghiệp phải có cái sự ổn định một chút. Công việc ổn định, bên đây tôi chưa bên đây nghe cái chưa. Ổn định hay không? Đúng rồi. Bên đây là chưa, bên đó chưa thấy ổn định. Mình đang đi tìm đất mua để nuôi gà đúng không? Dạ. Mình định mua khoảng nhiêu đất? Bề ngang 15 m, bề dài cỡ 100 m. Ngang 15, dài 100 m, khá à nha. Ở khu vực nào? Khu vực nào? Thì chắc lòng vòng về miền Tây hay Long An. Hỏi mua về anh để đưa đất cho nuôi gà, cho mượn đất nuôi gà, lâu lâu để gà nấu cháo được rồi. Được thấy không? Được. Miền Tây là đất anh có không lo nha. Đang trên đường là về đây lập nghiệp thì mua ngang 15 dài 100 là cũng khá rồi đó. Anh mới về Việt Nam nên là cái gạch đầu dòng đầu tiên thì mình có thể xem xét lại. Chăm trước được ha. Ừ. Rồi tới cái thứ hai nào. Thứ hai là em muốn một người chín chắn, có nghĩa là họ có nhiều cái trải nghiệm á, trong một số trường hợp trong cuộc sống họ có thể dẫn dắt cho em à cái này đúng hay là cái này sai, cái này phải như thế nào. Anh này dẫn dắt được, anh này có kinh nghiệm có. Không mới từ nước ngoài về mà đi mua đất nuôi gà là người ta có ý chí cầu tiến làm ăn. Tôi chấm cái đó rồi đó. Dạ. Cái gạch đầu dòng thứ ba, anh phải có cái sự cảm thông chia sẻ, ta phải có cái sự chia sẻ việc nhà với vợ này kia. Khỏi lo em. Chỉ có em đẻ không được thôi chứ bất cứ gì làm cũng được á, thì mỗi người một tay vậy thôi. Thấy không? Chỉ có đẻ không được thôi. Cái cuối cùng thì quan trọng nhất là sống chân thành. Chân thành thì tự mình phải tìm hiểu rồi. Cái mong muốn mà về ngoại hình như thế nào em có thể diễn tả cụ thể không để chị Lan qua chị Lan coi cho. Ngoại hình sao, cao mập lùn gì đó? Dạ. Em muốn cao trên 1m7. Có. Trời, có không? Có. Rồi, hỏi kiểm tra ha. Hỏi. Ăn mặc chỉnh chu, tươm tất. Chỉnh chu, không chỉnh chu. Cái này là phải qua coi. Tại vì kiều mà. Dạ, làm gì tới mức không chỉnh chu như vậy. Dạ, quan trọng nhất là em chào anh. Khỏe mạnh. Hình nền được, khỏe mạnh để qua hỏi. Anh có khỏe không? Dạ, ok, cảm ơn chị. À, không. Em không có hỏi là how are you, okay, mà em hỏi là sức khỏe anh có tốt không? Anh có khỏe mạnh để mà có thể bảo bọc được một cô gái không? Không đến nỗi lết. Người ta từ bên Mỹ về đây, ta ngồi vậy mà biết khỏe mạnh được, hỏi cái gì nữa. Làm khó nhà tôi hả? Không, cái đó hỏi là đúng rồi đó. Khỏe mạnh gì, vấn đề gì? Khỏe mạnh về vấn đề gì? Dạ không, sức khỏe tốt là được để sống với em lâu dài. Đó, sức khỏe tốt để sống lâu dài thôi. Tốt chứ. Ảnh nói chung là về ngoại hình, về tướng tá là nhìn thấy... cũng ngon lắm, ngon lành lắm. Em cũng đi tập gym mỗi ngày mà chị Lan. Đó, dạ đó, mỗi ngày đó. Ngon lành. Mỗi ngày tập mấy phút? Chắc cỡ 2 tiếng. Đó, đó là trời, ngon khỏe ru. Tưởng ngày tập 5 phút giống tôi. Có chuyện gì mà em không thích ở đàn ông không? Có, nhiều lắm. Gì? Nói luôn. Thứ nhất là ăn nhậu be bét. Bên đây có nhậu be bét không? Không chị, không có nhậu, không hút thuốc. Mình đó con ở con mình mà nhậu với ai? Đúng rồi. Đúng rồi. Không thích gì nữa. Nhiều quá thôi, chút mở rào hai bạn tự tìm hiểu nha. Bà Mai hỏi anh nè, anh mong muốn có bạn gái như thế nào? Bạn gái thì gọn gàng, sạch sẽ, biết lo chuyện nhà được rồi. Đừng có giống như gì đó ôm điện thoại mỗi ngày lâu quá, để dành điện thoại cho hai người với nhau, dành thời gian cho hai người với nhau. Vậy anh phải vui ở nhà, anh phải vui với người ta nha. Anh phải làm nhiều trò vui thì người ta thấy anh vui á, người ta thấy cái điện thoại nó buồn hơn. Nếu mà anh buồn quá, ta chơi điện thoại đó. Anh mà buồn quá là người ta chơi điện thoại đó. Ok. Nói gì nữa? Cao 1m55 tới 1m60 đổ lại. Dạ. Thì nặng cũng cỡ 48 tới 53 đổ lại. Dạ. Không hút thuốc. Rồi uống rượu thì uống chút xíu cho xả dao, đừng có cầm 2-3 chai bia uống tùm lum tùm la. Có hết á. Cô bên kia là hơi xinh đó nha. Hỏi người thân đi. Đúng rồi. Giờ đồng chí Tiến đi với ai? Ủa mình đâu có ai. Dạ, thì bởi vậy mới nhờ khán giả là coi như người thân để tôi lo cho. Hay quá, thấy thường quá. Để tôi qua tôi hỏi nhà gái đi với ai nè. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ nay em đi với ba em, với cô em và dượng em. Ồ, con chào gia đình nhà gái ạ. Rồi chào nhà gái. Trước là cảm ơn chương trình, sau là cảm ơn Quyền Linh, Hương Lan. Thì nói chung là chú thấy con thì cũng được, chứ mà chú hỏi Bây giờ mà con về đây con có việc gì làm ổn định không? Chứ còn em thì nó sống Sài Gòn rồi. Nếu mà em về em dưỡng chăn nuôi thì mỗi người mỗi ngã thì nó hơi khó. Chú thấy thì con cũng được, chú không chê cái gì. Chú cũng mong hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu, được thì đến, không được thì cũng là bạn, cũng là điều tốt. Tại sao mình nghĩ ra mình nuôi gà? Trước khi mà em về Việt Nam á, là em đã có chạy gà trước rồi, là mướn người hết rồi, em bán hết. Bắt đầu em mới về đây. Thì em về đây thì cũng có một cái ông thầy Sáu, ổng cũng giới thiệu vậy. Thì em cũng có đi nói chuyện với cái công ty chạy gà. Thì em thấy là nó cái deal nó cũng good. Thì coi coi cái nào mà nếu như mà người yêu của mình thích cái gì thì mình làm theo cái đó thôi. Nếu như giả sử như bạn gái bên kia mà không thích làm chạy gà thì em có thể xoay qua cái chuyện khác. Bây giờ Việt Nam cũng phát triển nhiều thứ để mình chọn lựa, hay là đầu tư bất động sản cũng được. Thì mua căn hộ cho anh ta mướn, mua đất xây nhà lên cho anh ta mướn. Nhưng mà giờ anh hỏi một chút tới nhiều chút xíu nha. Dạ. Vốn khoảng nhiêu? Thì nói thiệt với anh thì em đem về 20 tỷ mà em thấy gì đâu, không có si nhê gì ở Sài Gòn hết. Thành thử ra mới nghĩ là về ở tỉnh là vậy đó. 20 tỷ hả? Được rồi đó, có vốn rồi. Mua bán bất động sản cũng được, nuôi gà cũng được, mà nuôi vịt cũng được. Nếu cần tôi nuôi heo, tôi cho heo ăn chuối, tôi bán vô Bầu Đức cũng được. Dạ. Ổn định, có kinh tế khá. Nhà gái đừng có lo. Thật ra là cậu ở nước ngoài thì cậu cũng có nhiều cái cách để kinh doanh ha. Đó, nhà trai tôi show hàng cho nhà gái biết hết rồi đó. Thấy ổn không? Rất là cảm ơn ông Mai đã hỏi một cái vấn đề rất là tế nhị mà nãy giờ tôi không dám hỏi. Phải hỏi bởi vì á là ảnh ở đây con mình một rồi. Đúng rồi. Nhiều người ta nghĩ ảnh gọi là lang thang, không có nơi này, không có kinh tế ổn định rồi muốn làm gì làm này kia. Mình hỏi cho nó rõ luôn. Đúng rồi. Ở đây thì em cũng có gia đình, giống như là cậu với dì vậy. Có cậu gì đây luôn. Cậu gì đây, thành thử ra mới về đây. Bây giờ còn việc còn lại là để cho hai bạn trẻ gặp nhau. Đúng rồi. Tìm hiểu với nhau. Cô gái này có rất là nhiều câu hỏi ạ. Rồi vậy thì sao? Mở rào. Mở đi. Bắt đầu đi Tiến. Dạ, chào em. Tặng bóng. Dạ, em có này. Cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn. Hai người cảm nhận sao nè? Anh cứ nói chú đi ạ. Giống như nãy anh giới thiệu với em rồi đó. Anh có cái mục tiêu là nếu như mà không quen thôi. Nếu như mà anh đã quyết định thương yêu người đó, quen người đó là anh không bao giờ có cái sự thay đổi. Chỉ có bên em thôi. Em cũng đến đây em cũng mong muốn là kiếm cho mình một người không chỉ để yêu và để đi hết cuộc đời này nữa. Em muốn hỏi anh là tại sao anh ở bên Mỹ mà anh lại quyết định lại về Việt Nam? Lý do là bây giờ anh không còn ai bên đó nữa. Thì anh về đây dù sao nữa cũng có gì cậu bà con ở đây. Có chuyện gì mà giống như bệnh hoạn hay gì đó thì cũng có người này qua người đó. Hay là giả sử có chuyện gì cũng có người thắp nhang cho mình. Chưa chuyện gì lo thắp nhang rồi. Hiện tại thì mình cũng lớn hơn em khá nhiều tuổi. Mình cũng trải qua 2 mối tình. Em thấy người quen cũng rất là lâu. Tại sao mình lại tới bây giờ là mình vẫn còn độc thân à? Cái thứ nhất là anh lo việc nhiều quá. Vừa việc làm là vừa phải về coi mẹ anh á. Là lúc 10 tuổi là mẹ anh đã bị liệt nửa người rồi. Thành thử ra anh nói là anh quyết định chừng nào mà mẹ anh qua đời anh mới lập gia đình thật sự. Cái tuổi em so với anh thì nó nhỏ hơn rất nhiều nên là kinh nghiệm sống của em tất nhiên sẽ còn thua anh nhiều. Nên là em cần phải học hỏi, ngoài cái chuyện tìm hiểu yêu đương này kia thì em cũng phải học hỏi để cùng phát triển, để hai người cùng phát triển trong tương lai. Có nhiều lúc á, cái tuổi tác nó không có quan trọng em. Có nhiều người á, 40 tuổi nó vẫn con nít là con nít, 30 tuổi chững chạc là chững chạc. Anh lớn hơn em thì anh có thể anh dìu dắt những gì em không biết. Có nhiều lúc anh cũng phải học hỏi là em nữa. Anh có câu hỏi gì muốn hỏi em không ạ? Không, hiện bây giờ anh không có câu hỏi gì. Anh thì anh thích sòng phẳng. Giả sử như em không thích gì em cứ nói thẳng anh, để anh biết anh sửa. Nhiều lúc mà em nói em để dừng cả chục chuyện rồi gom lại chuyện cái là khó sửa lắm. Bây giờ hơi hỏi luôn đi đó. Bây giờ anh vậy rồi anh muốn vợ liền đó. Em có đồng ý không? Ví dụ như mình tiến tới nhanh được không? Dạ. Mình sinh con liền được không? Hỏi đi. Cảm ơn anh Linh. Hiện tại nếu mà mình tìm hiểu thì em nghĩ chắc ít gì cũng khoảng 1 đến 2 năm. Trời ơi, lâu lắm. Em muốn để thời gian cho anh ổn định công việc. Đúng. Thì mới tính tới chuyện hôn nhân. 1-2 năm là hợp lý, là tại vì start up một cái dự án là nó cũng phải mất rất là nhiều thời gian. Hai người tiến tới chút xíu đi, bé này còn nhát chú Quốc đây. Nhìn, hai người nhìn thẳng mắt nhau. Hai người nhìn thẳng mắt nhau đi. Tiến thấy Thơm thế nào nè? Thấy ok, chững chạc. Mặc dù nhỏ tuổi hơn anh mà thấy sự suy nghĩ của em cũng chững chạc. Thì giả sử như có cái gì thì hai đứa mình học hỏi qua lại. Anh biết gì thì anh chỉ dẫn em, thì em biết gì em chỉ dẫn lại anh. Thơm thấy Tiến sao? Em thấy anh là đúng là một người có trải nghiệm đúng như em mong đợi. Yeah. Em với anh tới đây cũng là một cái duyên và cũng là sự cố gắng của hai người để tìm kiếm một cái cơ hội cho mình. Nếu mà suy nghĩ của anh và suy nghĩ của em nó ok thì mình có thể cho nhau một cơ hội. Đó là tùy. Dạ. Cảm ơn. Tiếng hát tặng Thơm bài đi. Anh không có nhớ lời nhưng mà anh cầm tờ giấy anh tặng em nửa bản ha. Dạ dạ. Đó, có chiến lược đó, đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Trời đất ơi. Anh tặng em bản Gõ Cửa Trái Tim. À dạ. Gõ cửa trái tim vang em được vào, dù tình xót đau trong thân huyệt đào, ngủ vui với chim bao nỗi niềm mắt xanh xao, nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hận hờ, ngõ hồn tái tê năm canh thận thờ, nhà lòng mặc dây tơ để một mối bơ vơ, khi không anh nhốt em trong đợi chờ. Chị thấy giống như ổng đang đọc diễn văn vậy đó, không có thiếu thuộc bài hát nữa. Bạn gái có hát tặng trai một bài không? Em cũng sẽ hát tặng anh một bài, hay là em hát lại cái bài này luôn không? Hay là hát bài khác à? Được, bài khác đi. Dạ, em sẽ hát bài... Thao thức gì anh đi hả? Anh có sẵn rồi. Ông in nhiều bài lắm. Anh ơi suốt đêm thao thức vì anh, vì lời dã từ lúc anh ra về, rằng mãi đây em lại đến, ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên đường phút giây êm đềm, chờ mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Rồi, được rồi. Bây giờ sẽ là những giây phút hai bạn sẽ lắng lòng lại để nghĩ xem những gì chúng ta vừa trao đổi với nhau có phù hợp với chúng ta hay không, những gì mà chúng ta giao lưu về mặt cảm xúc với nhau nó có phù hợp, nó có phải là cái cảm giác mà chúng ta đã đi tìm trong suốt thời gian vừa rồi hay không. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Chính thức hai bạn đã hẹn hò với nhau rồi đó. Mình nắm tay nhau đi. Nào, nói gì với bác đi. Dạ, cảm ơn bác cho con cơ hội để tìm hiểu với con gái bác. Con cũng mong nếu như mà được thì con sẽ tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt. Tại vì con cũng bây giờ cũng thấy hơi cô đơn, tại mẹ mất rồi, ở mình hoài cũng sợ nhiều lúc không có người cạo gió giùm. Nãy không lo, được không ai đốt nhang. Trời, lo không ai cạo gió. Mình lấy vợ là vì mình thương yêu nha. Đúng rồi. Chứ đúng còn rồi. Mấy cái đó mình có dịch vụ hết á. Tôi chỉ chỗ cho làm. Thì con hứa con sẽ không có để cho người vợ của con hay là người phụ nữ của con không được vui, không có muốn rơi nước mắt, lúc nào cũng có nụ cười trong gia đình hết. Rồi, chúc cho hai em hạnh phúc nha. Dạ. Đây là những món quà của chương trình. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speed Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc Tiến với Thơm sẽ luôn luôn bình an, hạnh phúc trong cuộc sống. Đó, quý vị thấy không, Bạn Muốn Hẹn Hò là như vậy. Chúng tôi không hoàn toàn không có một kịch bản nào cả. Chúng tôi cũng không biết họ là ai, họ đến từ đâu cả. Hai con người ở hai nơi khác nhau, nhưng đến đây họ đồng điệu ngay lập tức, họ đồng cảm ngay lập tức và họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Thép Vina QA, tinh thần thép. Nhưng mà hôm nay mình hơi hồi hộp đúng không? Dạ vâng, lên trên này nó gọi là cũng mất bình tĩnh. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm là gọi là hơi nhút nhát và thứ hai nữa. Quá nhút nhát đó, thấy giờ dạ vẫn đang rung đó. Vâng, vẫn đang rung. Hơi nóng tính, hơi kỹ tính. Chà, mệt rồi nha. Mong muốn một người bạn hoạt bát này, nói chung là chia sẻ những cái mà mình còn vướng mắc hay khó khăn, tất cả mọi thứ trong công việc. Không có bất cứ việc gì em phải khóc cả. Mạnh mẽ lên em. Không việc gì phải khóc cả. Mời nhà trai. Rồi, chào em. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Chào bạn gái. Chào bạn gái. Rồi, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, chào chú Quyền Linh. Thoải mái lên nào. Mình là Đỗ Đức Nhân, 38 tuổi, hiện tại là đang ở Hà Nội. Làm công việc gì? Dạ em kinh doanh cà phê ạ. Dạ vâng. Ở đâu? Ở 323 Vĩnh Hưng ạ. À. Ở cũng ngoài Hà Nội luôn ạ. Từ Hà Nội mình bay vào đây tham gia chương trình hả? Dạ vâng ạ. Vâng. Mình sống ở Hà Nội với ai Nhân? Em sống với em trai. Ba mẹ thì ở trong Vũng Tàu. Nhà em thì là bố mẹ ở Hà Nam. Thì hai anh em lên Hà Nội học và sinh sống tại ở Hà Nội. Và còn bố mẹ thì vào Vũng Tàu sinh sống. Rồi. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Xin chào chị MC Ngọc Lan và xin em chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào em. Mình là Hà và mình năm nay 37 tuổi. Mình đang làm kế toán và hiện tại làm việc và sinh sống ở ngoài Hà Nội ạ. Ồ, vậy là hai bạn cùng ở Hà Nội luôn đấy. Hy vọng là ngày mai mình sẽ về chung chuyến. Được thế quá tốt ạ. Nhân có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh thì cuộc sống là tự lập từ nhỏ. Nói chung là công việc thì mình sẽ hoạt bát và xử lý được tất cả những cái công việc. Nhưng mà hôm nay mình hơi hồi hộp đúng không? Dạ vâng, lên trên này nó gọi là cũng mất bình tĩnh. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm là gọi là hơi nhút nhát và thứ hai nữa quá nhút nhát đó, thấy giờ dạ vâng. Vẫn đang rung đó. Vâng, vẫn đang rung. Thôi, bên đây ta cười dữ lắm đó nha. Vâng. Nhà gái bên đây đang rất là mạnh dạn và tự tin. Giới thiệu liền. Ưu điểm mình là gì? Dạ, em ưu điểm là hòa đồng và nói chung là thích nghi được với mọi môi trường, thân thiện với mọi người. Khuyết điểm là hơi nóng tính, hơi kỹ tính. Chà, mệt rồi nha. Em có lo vấn đề đó không Nhân? Thực ra là nóng tính hay là gì thì vẫn sửa được hết. Đối phương mà nóng thì mình phải chịu nhịn đi đấy. Em có mấy mối tình rồi Nhân? Cũng có trải qua 2 mối tình ở đại học. Đại học, mối tình mấy năm? Mỗi mối tình ở 2 năm. Thời gian mà học đại học thì mình cũng không... Nghĩa là cũng chỉ là yêu thôi, cũng chưa được xác định. Tại vì lúc đấy là mình công việc của mình nó cũng chưa đâu vào đâu cả. Chưa có sâu sắc lắm đúng không? Dạ vâng đúng ạ. Rồi. Cái gái tình trường mình sao? Dạ thưa chị là em trải qua 2 mối tình. Thời mối tình thứ nhất thì đang còn thời đi học nên là nó cũng trẻ con nít thôi ạ. Còn mối tình từ gần đây nhất thì... bọn em do tìm hiểu không hợp nhau về tính cách. Rồi, chú Quyền Linh qua kìa. Rồi, chào nhà gái. Dạ cháu. Mình ở ngoài đó mình đi vào thành phố Hồ Chí Minh này mình mong muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Cháu năm nay cũng 37 tuổi nên là cháu nghĩ là mong muốn có một người là điềm đạm và biết chia sẻ cảm thông với hoàn cảnh của cháu. Điềm đạm, chia sẻ cảm thông được không? Dạ được ạ. Rồi còn mong muốn gì nữa không? Dạ hết rồi. Vậy thôi đó hả? Đơn giản. Có không thích điều gì ở đàn ông không? À, không thích đàn ông hút thuốc. Rồi không thích nhậu nhẹt. Uống nhẹ nhẹ được không? Uống nhẹ nhẹ được. Chắc là Nhân không hút uống rượu đâu hả? Thuốc thì thực ra là có biết hút. Rượu thì cũng gọi là cũng chỉ nhậu một chút. Nếu mà quá chén thì gọi là cũng về nhà đi ngủ luôn ạ. Rung. Hơi rung hả? Ừ. Bây giờ mình mong muốn có người yêu như thế nào? Mong muốn một người bạn thì hoạt bát này. Nói chung là chia sẻ những cái mà mình còn vướng mắc hay khó khăn, tất cả mọi thứ trong công việc để cùng nhau mà mình xây dựng cho một cái hạnh phúc ở một cái gia đình. Người ta nói là mình quen nhau mình sống thử với nhau đó, em có sống thử chưa? Dạ em đã có sống thử rồi ạ. Sống thử rồi hả? Dạ vâng. Có việc có con đấy thì là ở trong giai đoạn là sống thử và cũng gọi là tình yêu sét đánh đến với nhau, nhưng mà giờ khi mà mọi thứ mà mình bố mẹ cũng không đồng ý, mình lại khẳng định là cái việc là con ở với người đấy là nó sẽ thành công, thì đúng là đến giai đoạn mà gọi là có tất cả mọi thứ thì người ta nó lại có sự thay đổi. Con em lớn chưa? Dạ con em 4 tuổi ạ. Con gái hay con trai? Con gái ở Mỹ ông bà nội ạ. Nếu mà sau này em lấy vợ á thì em có đón con em về ở cùng không? Trừ khi nó lớn lên thôi, chứ còn nó nhỏ này nó vẫn sẽ ở với ông với bà. Em nghe câu chuyện của chàng trai em thấy thế nào? Em thấy nó cũng là mỗi người mỗi hoàn cảnh, nên là mình có hiểu và cảm thông chia sẻ được với bạn nam thôi. Mọi chuyện nó đều có thể xảy ra. Mọi chuyện có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Vâng. Mình không tránh khỏi trong cuộc sống ha. Thí dụ giờ mình lấy một người đàn ông, họ có con rồi, mình về mình chăm sóc con như thế nào? Em nghĩ tất cả mọi cái đều tự nhiên. Nếu mà mình trao yêu thương cho bé thì bé chắc chắn sẽ yêu quý mình thôi. Bạn trai đi với ai? Dạ hôm nay em đến đây một mình được chị ạ. Bạn gái đi với ai cưng? Em đi với bạn thân của em ạ. Em chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em thấy anh thì cũng chững chạc, nhìn cũng hợp với Hà. Hai người tự tìm hiểu nhau và nếu hiểu nhau thì có thể làm bạn với nhau. Bây giờ mình mở rào cho hai người nói chuyện đi, hai người cũng lớn rồi ha. Dạ. Rồi. Mở rào. Đây mình có bó hoa tặng. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Bạn gặp mình, bạn có thấy run đâu? Thì cũng không bị run, nhưng mà có nghĩa là hôm nay lên trên này thì nó kiểu có thể là nó làm cái tâm lý của mình nó bị hồi hộp hơn. Thế à? Bạn gặp mình, bạn thấy mình thế nào? Cũng xinh đẹp, trẻ trung. Cảm ơn bạn. Đấy. Bạn cho mình hỏi cái là nếu mà... Bởi vì mình cũng có hoàn cảnh của mình nên là mình ngày nhỏ, hồi 5 tuổi ấy, mình có bị viêm não Nhật Bản và mình bị di chứng xuống chân ấy. Hiện tại thì cái đùi bên phải, tức là hai đùi của mình không bằng nhau, thì mình muốn tìm một bạn có thể thông cảm và chia sẻ với mình về cuộc sống sau này được không? Có nghĩa là chân bạn là đi không đều đúng không ạ? Đúng, mình không đều mà. Thực ra thì mình đang có một chút do dự, thật sự. Đấy. Không sao. Bạn cứ chia sẻ thẳng thôi. Bạn có gì bạn cứ hỏi mình. Mình đang chút do dự cái việc đấy. Tớ đang hỏi mà. Nếu mà như này, nếu có duyên thì mình cũng không... Cái vấn đề đấy nó không có gì cả. Tính cách của mình thì cũng vui vẻ hòa đồng, nên là bạn cứ chia sẻ thẳng thắn những cái gì mà bạn cảm nghĩ về mình. Có thể là cuộc sống sau này bạn như thế nào đấy, mình cũng có thể chia sẻ với bạn. Như thế thì cái cái con đường mà sau này bạn với mình đi cùng nhau ấy, có sự cảm thông thì sẽ đi được xa hơn. Chia sẻ xong rồi có chuyện gì cũng nói thì chắc có lẽ bọn mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Đúng rồi, trong gia đình hay là trong mọi công việc thì mình cũng nên phải chia sẻ cho nhau, hay là có việc gì thì mình cũng gọi là nói để mình hiểu. Hai nữa là bây giờ thì bạn chỉ có mỗi vấn đề đấy thôi đúng không? Đúng, đâu phải cuộc sống đâu ai cũng muốn là mọi cái nó hoàn hảo hết đâu, cũng không phải có người thế này thế kia. Cho hỏi chút là cái viêm não Nhật Bản đấy là như kiểu là mình bẩm sinh hay là do như kiểu là bị sao? Mình không bị bẩm sinh, mình chỉ là bị virus, nhiễm virus thôi. Thời đấy là chưa có vaccine nên là mình bị nhiễm virus. Bạn còn hỏi gì về mình nữa không? Bạn còn thắc mắc gì về mình nữa không? Không, nhìn bạn thì không có gì để thắc mắc rồi. Nếu có duyên nhá, thì bạn với mình đến với nhau thì bạn thích sinh em bé không? Tất nhiên là mối tình hay là một cái gia đình muốn hạnh phúc thì bao giờ cũng phải cần có con cái. Nếu không có con cái thì nó cũng chỉ một thời gian nó rất chi là tẻ nhạt. Bạn có đặt nặng vấn đề sinh con trai con gái không? Không, mình không đặt nặng vấn đề đấy. Tớ nghĩ là nếu mà mình chia sẻ, mình cảm thấy mình nói chuyện có thể hiểu được nhau ấy, thì tớ với bạn cũng nên xem cho nhau một cơ hội tìm hiểu kỹ hơn để xem mình có thể đi được đường dài hay không. Thì suy nghĩ của bạn thế nào? Ông bạn đã có ý kiến thì mình cũng ok đấy. Cuộc sống thì đâu phải ai cũng hoàn thiện đâu. Khiếm khuyết, sợ nhất là khiếm khuyết về mặt tâm hồn thôi. Tất cả chúng ta đến với nhau, anh nghĩ rằng là mỗi người sẽ có khiếm khuyết riêng của họ. Và chính những khiếm khuyết đó chúng ta đến với nhau để hoàn thiện hơn. Chúng ta không ai hoàn hảo cả. Có thể là về chúng ta có khiếm khuyết về tính cách, hoặc là chúng ta có khiếm khuyết về một cái vị trí nào đó ở trên cơ thể cụ thể. Chúng ta không khiếm khuyết về tâm hồn là được rồi. Em đang suy nghĩ điều gì? Hiện tại em không suy nghĩ. Anh rất hiểu em. Không khóc. Không khóc. Không có bất cứ việc gì em phải khóc cả. Mạnh mẽ lên em. Không việc gì phải khóc cả. Em hãy nghị lực như chính cuộc sống của em hiện giờ đó. Ha? Mà không vấn đề gì hết. Em là một cô gái mà xứng đáng có được nhiều hơn như vậy. 37 năm trong cái cuộc sống này bạn đã sống rất là tốt vì cái việc đó. Và tính cách của bạn đã thể hiện được rất rõ việc đó. Bạn chỉ bị không kìm được cảm xúc của bạn ở ngay tại phút này ở trên sân khấu này thôi, vì cái sự do dự của nhà trai. Cảm thấy đó là một cái điều làm tổn thương bạn. Cái sự do dự đó là một điều làm tổn thương bạn. Nhưng Lan rất là thông cảm cho nhà trai nha, chứ không phải là Lan khóc, Lan trách gì cả. Do dự đó là điều mà bạn cần phải có trong cái giây phút này. Chúng ta quyết định thôi. Hả? Dạ. Chúng ta không làm trái lương tâm của mình được. Hãy thích thì bấm, không thích thì nhường nút bấm cho người khác. Bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình nha các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Không. Không sao đâu bạn. Em là một người con gái mạnh mẽ. Không khóc. Nào. Chúc tất cả chúng ta sẽ có thật nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Đây là món quà của chương trình dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speed Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Hy vọng rằng chặng đường phía trước các bạn mỗi người sẽ tìm được một hạnh phúc riêng của bản thân mình. Dạ vâng. Chắc chắn chúng ta sống chân thành, sống lương thiện, chúng ta sẽ gặp được một kết quả y chang như thế. Chúc các bạn may mắn, hạnh phúc và gặp thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn Quyền Linh. Cảm ơn hai bạn. Các Tường xin chào quý vị, và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và trưa hôm nay chúng ta sẽ ăn tại nhà hàng Maison Mận Đỏ. Nhà hàng Maison Mận Đỏ ở khu Thảo Điền, quận 2 quý vị nha. Tại sao lại gọi là Maison? Trong tiếng Pháp á, Maison có nghĩa là nhà. Có nghĩa là có thể đây là ngôi nhà thứ hai khi chúng ta chọn để đến đây để được thư giãn với những bữa ăn rất là ngon theo phong cách kết hợp giữa Việt và phương Tây quý vị nhé. Nhà hàng này được thiết kế theo phong cách Việt-Pháp cho nên rất là ấm cúng và rất là lãng mạn luôn. Đây là một nơi mà rất là nhiều người lựa chọn đến để thưởng thức những buổi ăn trưa, để bàn bạc công việc rất là yên tĩnh, những buổi tối rất là lãng mạn, rất là sang trọng quý vị ạ. Còn giống như em thấy giống như những cặp yêu nhau thì đa số là con trai sẽ nhường con gái nhiều hơn. Thì tất nhiên là con trai thì người ta nhường con gái rồi. Để nó có một cái hạnh phúc lâu dài, đòi hỏi cả hai bên phải có sự chia sẻ, thông cảm. Đúng rồi, khi mà về chung một nhà thì phải có sự thông cảm, chia sẻ và hiểu nhau cũng như là chịu đựng nhau vậy đó. Cặp đôi của chúng ta ngày hôm nay cũng đã có mặt rồi. Tường sẽ không để quý vị chờ đợi lâu nữa, Tường sẽ ra ngoài và đưa bạn gái ngày hôm nay vào. Rồi, mời hai anh chị chúng ta tháo mặt nạ ra. Bây giờ hai bạn sẽ phải giới thiệu thật to lên để cho đối phương có thể nghe được những thông tin cá nhân của mình nha. Bây giờ anh giới thiệu trước. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Lương Văn Điệp. Lương Văn dạ. Điệp. Yeah. Lương Văn Điệp. Trời ơi, nói lớn lên ngồi kế bên mà tôi còn không nghe được, sao bên kia nghe. Lương Văn Điệp. Vâng. Điệp ơi, mai lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Anh nói lớn lên xíu. Rồi tiếp tục. Hiện tại đang làm công việc ở Biên Hòa, Đồng Nai luôn. Em làm về lĩnh vực cơ khí. Chế tạo cơ khí CNC. Mình làm cụ thể là làm gì? Làm bên lập trình CNC. À, lập trình. Rồi mình sinh năm bao nhiêu anh? Dạ, 83. Sinh 83, 36 tuổi. Dạ. Tên Điệp. Dạ. Ở Biên Hòa. Làm lập trình CNC. Quê mình ở đâu? Quê ở Nam Định chị. Quê Nam Định, vào Biên Hòa ở lâu chưa? Rồi năm 97. Rồi hiện tại là đang sống với ai ở Biên Hòa? Sống với ba mẹ. Sống với ba mẹ. Rồi tới mời em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào tất cả các khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kim Phượng. Em hiện đang ở Đồng Nai á chị. Ở đâu? Ở Đồng Nai, Hiền Đức. Dạ, hiện tại em đang làm chuyên viên tư vấn bất động sản, làm ở gần nhà luôn. Mình năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 88. 88 rồi dạ. 31 ha. Dạ. Tuổi tác là cũng hợp lý. Biên Hòa thì cũng thuộc Đồng Nai. Dạ. Bên đây cũng Đồng Nai cũng tiện rồi đó, thấy là ghép hồ sơ vậy cũng ổn rồi đó. Điểm mạnh điểm yếu của Điệp là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, nhiệt tình với bạn bè, biết làm việc nhà. Hòa đồng, biết làm việc nhà. Dạ. Vậy còn khuyết điểm? Khuyết điểm là sợ độ cao với lại hay thức khuya, dậy trễ, 11 giờ hoặc 11 rưỡi. 11 giờ 11 rưỡi, sáng mấy giờ dậy? 7 giờ. Vậy 11 giờ 7 giờ là cũng hợp lý, giờ đó giờ đẹp rồi. Thường người ta ngủ 10 giờ. Ai ngủ 10 giờ? Gà hay sao mà ngủ 10 giờ? Rồi còn mình thì sao ạ? Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em thích nấu nướng, tò mò những món ăn ngon, lắng nghe người ta chia sẻ. Mà lâu lâu mới hiểu Luôn lắng nghe mà không có hiểu. Dạ đúng rồi, điểm người ta mình khó hiểu lắm chị. Chị mình đôi lúc mình còn chưa hiểu được. Dạ đúng rồi. Còn điểm yếu ha, em không thích bộc lộ bản thân nhiều. Gặp người lạ thì ngại nói chuyện, ngại tiếp xúc nhiều. Vậy mình sẽ ít mối quan hệ. Dạ đúng rồi. Cũng khó. Chính vì vậy mình phải cần tới chương trình đó. Dạ, mình phải dạn dĩ lên chút xíu. Mình cũng phải mở lòng mình ra, người ta mới tiếp cận mình được chứ. Tình trường của em hiện tại là như thế nào? Trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua được một mối tình. Bao lâu rồi em? Dạ chắc cũng khoảng 5 năm rồi. Đó cũng là mối tình đầu của em luôn. Quen được bao lâu? Quen 2 năm thôi. Hồi đó là thích bạn đó từ hồi năm cấp 3. Đến khi đi làm rồi mới bắt đầu hẹn hò. Cũng tính tiến tới hôn nhân rồi. Nhưng mà sau do gia đình bạn đó không muốn con gái bên đạo á chị. À em là có đạo. Dạ đúng rồi. Ủa anh là đạo gì? Thiên Chúa. À vậy là hai gia đình có đạo luôn là hợp rồi đó. Không thuyết phục được hả em? Tại vì bạn đó là con trai mồ. Cho nên thôi đường ai nấy đi. Rồi còn là mình. Tình trường sao nè Điệp? Em có 2 mối tình. Đầu tiên 25 tuổi. Tình thứ hai 30. 2 tuổi bọn em nó không hợp tuổi nên là hay xung khắc, nên là hai cạnh nhau. Đạo Công giáo có đi coi tuổi nữa hả? Dạ, bên đạo Công giáo thì không, nhưng mà em quan sát thấy nhiều bạn bè với anh em nhiều cái tuổi nó xung khắc mà thấy hay cãi nhau, cho nên là... Bên em là tiến tới hôn nhân có đi coi tuổi gì không? Dạ không chị. Lúc đó là cô đó tuổi gì? 92 là tuổi thân. Tuổi thân, mình là tuổi gì? Hợp. Em tuổi gì? Em tuổi con rồng. Rồng là thìn. Dạ. Vậy là hợp rồi. Bạn gái cũ có cái chỗ nào không hợp với mình à? Cô quá mạnh mẽ, không nhìn nhượng. Không có nhường nhịn mình. Vâng. Không nghe lời mình. Không phải không nghe lời mà hôm đó nó có gặp cái chuyện nữa là có một cô bạn nhắn tin cho em, bạn đồng nghiệp. Cô phát hiện ra tin nhắn, chuông kêu rồi cô đọc, cô ghen, rồi hai bên cãi nhau. Rồi chia tay. Nhưng mà mình có cái gì với cô kia không mà để người ta ghen? Người ta hay mời đi uống cà phê hay... Lúc đó nhắn tin là lúc đó mấy giờ? 9 rưỡi. Tối. Ban đêm mà đồng nghiệp 9 giờ 9 rưỡi tối mà nhắn tin rủ đi uống cà phê, bạn gái không ghen mới lạ, đúng không em? Chắc là mình cũng có cái gì đây. 9 rưỡi sáng uống cà phê, 9 rưỡi tối uống cà phê cái gì? Lúc bây giờ không có hiểu nên không nói rõ, nên ngồi dứt khoát nói rõ nên để cho người ta biết. Coi là bạn gái chia tay luôn. Mà bạn gái là rất mạnh mẽ. Dạ. Ngoài ra bạn gái có khuyết điểm gì không? Lúc đầu là người ta hay uống bia nhiều nên em không thích. Cổ hả? Cổ uống bia hả? Vâng. Uống nhiều lắm hả? Mấy chai. Mấy chai, phụ nữ uống mấy chai cũng bình thường. 1-2 chai thì không sao, chứ 6-7 chai là nhiều. Thí dụ cô xỉn vô cô làm gì? Xỉn vô thì nói lung tung. Nói lung tung. Cái gì nữa không? Ói ra. Ói hả? Vậy là không được rồi, uống hơi lố tai rồi. Buồn không? Rồi sau khi chia tay có buồn không? Cũng buồn. Không về nhà rớt vài giọt nước mắt. Khóc luôn hả? Vâng. Thế mình có uống bia được không? Chắc uống được ít thôi chị. Mấy chai? Em uống chắc 5 chai. Có khi nào say ói chưa? Chưa bao giờ. Bên đây 6 chai là ói chia tay rồi đó, em 5 chai hả? Em 5 chai mà không đến nỗi say ói đâu. Vậy là tủ lượng em dữ à? Dữ hơn cô kia nữa à? Cũng tạm tạm ạ. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng mình muốn kìm người bạn gái như thế nào? Em muốn một người biết chăm lo gia đình. Một chút truyền thống, một chút hiện đại. Mẫu về ngoại hình? Ngoại hình thì dễ nhìn một xíu. Cụ thể đi. Cao, thấp, mập, ốm, tóc dài, tóc ngắn, trắng, đen, hiện đại, cổ điển. Cao một xíu, 1m57 trở nên chẳng hạn. Em cho chị mượn cái hình của em coi. Ảnh ở trọng á, em ráng kiếm ảnh nha. Đó, kiếm đi. Có dạ. Cô gái ấy ở trọng á. Còn mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào, nói cho Tường nghe coi nè. Dạ, về ngoại hình thì chắc phải cao, cao 1m7. Cao 1m7. Dạ. Anh cao 1m7 không? Dạ, em cao 1m7. 1m7 á. Sạch sẽ, gọn gàng, không có để râu, không đụng bia. Không đụng bia. Dạ. Tính tình thì có thể cởi mở, rồi chịu lắng nghe, không quá độc đoán gia trưởng. Không có râu mà hơi nhiều lông. Tai lông không à? Lông không hả? Trong này không thấy ai có lông ta. Lông ta sao em thấy được trời ơi. Lông tay mà chị. Ừ, nhưng mà cái hình chụp xa sao thấy được lông tay. Hay lông tay ai cũng có mà. Quan trọng là nhiều hay ít thôi. Nhiều. Nhiều quá em thành cạo. Vẫn đi quát luôn em. Dạ. Ha. Rồi, chọn ra được cổ chưa? Đây. Đâu? Tại sao chọn cô đó? Thấy cô ấy dễ thương. Cô ấy dễ thương. Rồi giữ cổ đi chút nữa gã cổ cho. Kiếm được ảnh không? Em nghĩ chắc anh áo xanh. Anh nào? Anh áo xanh. Xanh nào? Anh này ạ. Lý do sao chọn anh đó? Nghe cái giọng, nghe cái giọng mà biết anh nấu xanh. Em đoán vậy thôi chứ cũng không biết. Trời ơi, hai người này siêu à, thần thánh rồi. Bây giờ mình cứ cầm tấm hình lên đi ha. Cửa trái tim mở ra là mình so coi có đúng với cái gương mặt ngồi đối diện mình hay không nha. Mở cửa trái tim. 1, 2, 3. Xem đi, chúc mừng các bạn. Vậy em đoán gần đúng rồi đó. Em tính chọn anh áo xanh này nè. Tôi nghe áo xanh, tôi tưởng xanh đó rồi. Xanh kia, trật lất, ở đó ba bốn anh nào cũng áo xanh hết trơn á. Dạ. Còn bên đây, vậy là cũng thích hiện đại đúng không? Dạ, hai người đều sai hết trơn rồi, giờ sao đây? Sai rồi, phạt đi anh. Hút hết đó được không? Bây giờ tặng quà trước đi nè. Tặng em. Rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ. Hoa đẹp quá à. Có hoa hồng, tuyệt vời. Em cũng có món quà gặp mặt đầu tiên, cái này là em tự làm. Wow. Dạ, em hy vọng một ngày nào đó con thứ này sẽ có về nhà với em, nói chung một đôi. Ồ, mở ra chị xem coi, chị tò mò quá. Rồi ngồi xuống đây cưng. Dạ. Có nghĩa là em làm 2 con. Dạ. Tặng ảnh 1 con. Dạ. Lấy ra coi con gì anh? Trời, nãy giờ tôi chưa thấy con thú gì luôn, ta tự làm đó. Ồ, con gì đây? Con thỏ hả em? Thỏ. Dạ, con thỏ. Trời ơi, chết rồi. Em làm thỏ không ai nhận ra dạ. Thỏ, nhận ra thỏ không? Dạ, con thỏ. Nhận. Cảm ơn. Bây giờ sao, muốn hình phạt gì đây? Muốn hát hay muốn hít đất? Hát chị. Rồi hát đi. Hát lớn nha, hát nhỏ tôi bắt hít đất á. Anh đứng nơi đây chờ em tan trường về. Cầm trên tay đó hoa thật xinh để trao tặng em. Ngồi nơi đây anh mộng mơ, ngồi nơi đây mãi mong chờ. Chờ gặp em mặc cho trời mưa hay trời nắng. Cô bé kia ơi, này em tên là gì? Chạy theo em mệt ghê mà sao chẳng nói ra một câu. Chàng đẹp trai là anh đây, chàng đẹp trai mãi chung tình. Tại vì sao hay là em không tin anh nói? Anh đẹp trai nhưng mà anh trúng tình. Đằng sau anh có bao nào mà tình anh vẫn không màng. Tại vì sao? Tại vì anh yêu em đó. Trời ơi. Tới riêng mình đi. Em hát điệp khúc được không? Tại chị nhớ em hơi kém. Chị hát được một điệp. Ok, mời em. Nếu anh đi, trái tim này buồn biến mấy. Dù biến trong lòng, con yêu con thương lắm đấy. Nếu anh đi, hãy cho em được nói yêu anh một lời. Dù tên ta vỡ đôi. Không nhớ. Rất là hay mà hát sao mà sao vậy? Rung ạ. Rung đó hả? Dạ. Tôi tưởng nó vừa hát vừa khóc chứ. Rồi bây giờ hai bạn sẽ có những cái thời gian để mà mình tâm sự với nhau, tìm hiểu cho kỹ. Chị Tường ra ngoài mời hai bạn cùng thưởng thức bữa ăn trưa tại nhà hàng. Bây giờ các Tường mời hai bạn thưởng thức cái món là gà nướng lá chanh tại nhà hàng Mận Đỏ nha. Món gà nướng lá chanh không thể nào cưỡng lại được mùi thơm của chanh hòa quyện vô mùi thơm của gà nướng, ăn kèm với xôi nếp Việt Nam. Wow, đây là một món trong những cái món của nhà hàng Mận Đỏ. Không khách nào mà bỏ qua món này được khi mà bước vô nhà hàng Mận Đỏ nha quý vị nha. Tuyệt vời. Vừa ăn vừa tâm sự trò chuyện với nhau. Ít phút rồi chị Tường quay lại nha. Em mời anh nhé. Rồi, cảm ơn em. Hồi nãy anh nói anh tên gì nhỉ? Anh tên Điệp em. Anh làm ở đâu? Anh làm ở Biên Hòa 2. Anh làm cái gì? Anh làm về bên ngành cơ khí. Em đấy, em là nhà dưới gần Phước Tân đúng không? Long Phước là gần Tam Phước. Đúng rồi. Anh xuống đó bao giờ chưa? Có xuống đó. Thời gian làm hành chánh là từ mấy giờ đến mấy giờ? Em làm từ 8 giờ cho tới 6 giờ. Cái làm vậy thì chủ nhật thì mình rảnh thì mình làm gì? Rảnh thì em thường ở nhà thôi. Anh rảnh thì anh làm gì? Đấy, đi cà phê. Cà phê hả? Đi cà phê một mình hay với bạn? Đi với bạn chứ. Ngon lắm á, anh thử đi. Rồi, cảm ơn em. Quan điểm của tình yêu của em là như thế nào? Như thế nào để những yếu tố gì để nó tạo nên một tình yêu bền vững, hạnh phúc? Sự quan tâm và chăm sóc. Phụ nữ thì rất là gọi là không thích nói. Ý là giống như mình thích gì cũng không muốn nói đâu. Tại thích đàn ông tự mình nhìn và tự mình quan sát và tự mình tìm hiểu. Nó có sự nhìn nhượng, vẫn có sự chia sẻ và thông cảm. Nếu mà nhường nhịn và thông cảm là giống như vợ chồng á. Tức là giống như ở với nhau thì sẽ có sự nhường nhịn. Còn giống như em thấy giống như những cặp yêu nhau thì đa số là con trai sẽ nhường con gái nhiều hơn. Thì tất nhiên là con trai thì người ta nhường con gái rồi. Khi mà về chung một nhà thì phải có sự thông cảm, chia sẻ và hiểu nhau, giống như là chịu đựng nhau vậy đó. Anh có hay đi chơi hay đi ăn uống hay đi xa gì không? Thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè, đi đá banh hay là đi đâu đó xa xa. Anh thấy món này sao? Thịt gà đúng không? Ngon. Thường thì giống như anh không đi chơi với bạn thì anh sẽ ở nhà hay đi đâu? Lúc nào mà người đi thì ở nhà xem tivi. Anh này anh xạo dễ sợ. Tôi ngồi ở ngoài tôi quan sát anh không có ăn mà cô này hỏi món này sao nó ngon. Ngon rồi lúc đó mới ăn. Dạ. Chắc ngon bằng mắt thôi ha. Có ăn vậy. Có ăn. Rụt rè quá, thanh niên rụt rè quá sao lấy vợ được trời. Phải mạnh dạn lên, ta phụ nữ người ta gợi toàn. Nãy giờ nghe ở ngoài nghe cổ hỏi anh không à. Điệp chưa hỏi được một câu luôn, bây giờ Điệp hỏi một câu coi nè. Thời gian nào thì em rảnh? Nếu mà rảnh thì xong công việc thì sáng chủ nhật. Từ sáng đến 10 giờ tối luôn. Em sợ anh 10 giờ tối anh về là khuya quá. Khuya cũng được. Xa mà. Đi chơi nói chung con trai thì không sợ. Nhưng mà em sợ giống như mai anh còn đi làm nữa. Thì biết sao 11 giờ hơn ngủ được rồi. 11 giờ hơn ngủ và 10 giờ mới về hả? Họ không tính thời gian chạy xe về hả? Chạy khoảng 15-20 phút. Ở đâu mà chạy 15-20 phút? Gần Tam Phước đến ngã tư Tam Hiệp, Biên Hòa. Chắc khoảng 9 cây. Ô gần vậy hả? Dạ. Anh ở trong này lâu chưa? Năm 97. 97 đến giờ hả? Là anh hiện tại là sống với gia đình? Đúng rồi, sống với gia đình. Nếu bây giờ tiến tới hôn nhân nè, ví dụ quen thời gian mà ok kết hôn thì mình sẽ sống ở đâu? Có làm dâu hay không? Hay là mình sẽ ra ngoài ở riêng? Hay là kế hoạch của mình trong tương lai là như thế nào? Trước mắt là làm dâu xong hồi xây nhà rồi ở riêng. Xây nhà ở đâu? Ba mẹ cho đất để xây. Cho chưa? Cho rồi. Cho đất rồi, đất ở đâu? Đất thì ba mẹ ở phường Long Bình. Có nghĩa là lấy vợ là sẽ ra xây nhà ra riêng. Dạ. Thế em có ngại làm dâu không? Không ạ, nói chung là tính em nó hơi hiền nên em ai muốn nói gì nói mình cứ làm thôi. Chị thấy trước mắt hai đứa hợp nhau ở cái chỗ là mình cùng đạo. Dạ. Cho nên nó cũng dễ nói chuyện với nhau và gia đình cũng dễ tiếp cận với nhau hơn. Khoảng cách địa lý thì giờ nghe cũng gần thì cũng ổn rồi. Và ăn thua cái chính là hai bạn có tiếp cận với nhau được hay không. Anh này thì có vẻ hơi rụt rè một chút xíu. Nếu mà quen với ảnh là em cũng phải hơi chịu chủ động mọi thứ. Mà em thì nãy em đã nói là em lại không thích chủ động. Nhưng mà đôi lúc đâu biết đâu mình thay đổi khẩu vị đi cưng. Mà chị là phải bình em, Điệp em phải mạnh mẽ lên, tự tin lên. Phụ nữ đương nhiên người ta chủ động được hết á. Nhưng mà người ta đôi lúc người ta phụ nữ mà người ta muốn được quan tâm, được hỏi han, được chăm sóc người kia. Chứ mình mà thụ động quá thì cũng hơi khó. Tự tin lên nha. Bây giờ để cho hai bạn có thể là thoải mái hơn một chút xíu thì Tường cho hai bạn bóc một cái lá thăm của chương trình ha. Đọc lớn yêu cầu trong đó ra, mình thực hiện cho vui nè. Em thích chàng trai nam tính. Anh hãy chứng minh độ nam tính của mình bằng một vài động tác. Đó, bóc trúng này luôn, chắc thấy anh này ẩu lả quá đó. Giờ mình làm sao để thể hiện sự nam tính của mình nè. Lông lá là thấy nhiều rồi đó mà chưa thấy men chút nào hết trơn á. Gồng tay. Gồng tay hả? Rồi đâu gồng coi có gì không? Gồng. Đó, gồng nha. Trời, tay trắng dữ vậy chắc không có chơi thể thao rồi. Hết cỡ rồi đó hả? Dám thua con chuột tôi lắm à. Này hơi lười chơi thể thao, ngày trước em có chơi nhưng mà dạo này lười chơi. Ủa em về có thể hiện được nam tính chưa? Chưa. Em gồng cũng được mà. Ừ. Làm gì nữa? Này chắc về phải đi tập tạ. Ở bây giờ này thể hiện cho người ta coi mình nam tính nè. Nắm tay người ta cái. Nắm tay là thể hiện nam tính hả? Nắm tay là thể hiện nam tính hả? Rồi qua thể hiện nam tính thử coi có nam tính không. Sao mà tôi thấy nam tính đó nha. Cho anh nắm tay em tí. Dạ. Rồi cảm ơn em. Ủa vậy là nam tính đó hả? Em thấy sao? Vậy thì đâu có gì đâu là nam tính đâu chị. Bây giờ trước tiên em phải làm sao nam tính để cuốn hút được cổ mới hẹn hò với em, mới yêu đương, mới đến cái đoạn cuối chứ. Em thơm tay một cái. Thơm tay là thể hiện nam tính thôi. Em lời quá. Nhưng mà lời gì luôn đấy chị. Giờ ý em muốn anh làm gì để thể hiện nam tính nè? Chống đẩy 10 cái được không? Chống đẩy 10 cái được không? Chống đẩy hả chị? Hít đất á. Hít đất à. Em thì em ít hít lắm. Ít thì tiết thử có được mấy cái. Dạ anh cứ làm thử được mấy cái. Đếm đi em gái đếm đi cưng. 1 2. Không được thì dừng lại, đừng ụp mặt xuống đất nha. 4 5 6 7. Rất chậm chạp. 8 cái hết sức chứ không được 10. Thôi vậy cũng được rồi. Thôi 8 trên 10. 8 trên 10. Rồi xác suất sức khỏe. Trời ơi cái gì đó dữ vậy. Ổn không em, nhịp tim ổn định không? Chắc là huyết áp ổn định. Huyết áp ổn định ha. Tới phiên mình nè. Giờ mình sẽ bóc một lá. Đọc lớn lên coi. Em hãy quan sát anh thật kỹ. Điểm nào ở anh em thấy ấn tượng và thích thú nhất? Quan sát ảnh thật kỹ. Điểm nào ở anh này làm em cảm thấy ấn tượng và thích thú nhất? Nói thật lòng nha. Đây đã nãy giờ ta cũng hít đất thiệt tình rồi đó. Chắc cái mũi đi. Cái mũi hả? Dạ. Cái mũi anh sao mà ấn tượng mà thích thú nhất? Thích gì nữa cái mũi ổng? Mũi gọn. Đẹp. Đẹp. Dạ. Trời ơi, tôi nhìn đây nãy giờ tôi chưa thấy cái chỗ nào. Tại vì bị nhỏ xíu, nhưng mà nếu mà cà lát hết vẫn rất đẹp. Nghĩa là cái form mũi đẹp. Dạ đúng rồi. Vậy mà cũng nhìn ra được nét đẹp tiềm ẩn của ảnh. Thôi được rồi, người phụ nữ ấy nói đẹp là đẹp. Thôi bây giờ vậy, hai bạn nhìn thẳng vào nhau 30 giây. Điệp hãy nói thật lòng mình, khi mà cánh cửa trái tim này mở ra cho đến bây giờ thì cảm xúc trong người bạn như thế nào? Cảm xúc anh thấy vui, thấy em rất là hào hứng và vui vẻ, dễ thương, hoạt bát. Thế còn em, hôm nay em cảm nhận như thế nào? Dạ, hôm nay thì cảm nhận rất là vui. Vậy thôi, chưa biết gì hết. Đơn giản, phụ nữ đơn giản mà nhiều. Vui là được ạ. Nhiều ý nghĩa lắm. Thôi được rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Bấm nút là mình trở thành một cặp đôi tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Nếu như mình không có một cái sự rung động nào từ trái tim thì mình không cần bấm. Suy nghĩ thật kỹ, kiểm tra lại cảm xúc của mình từ nãy đến giờ. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, ta đưa ra quyết định. Bây giờ nhắm mắt lại hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, tôi tưởng đâu là sẽ có người không bấm mà ai dè hai người cùng bấm. Mời hai bạn qua đứng bên đây. Thậm chí hai bạn cùng bấm mà hai bạn bấm rất nhanh quý vị. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hẹn hò rồi chúng ta nắm tay nhau. Mời hai bạn tặng nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày tham gia chương trình. Anh hôn em một cái. Đây, Tường xin gửi tặng cho hai bạn ha. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Hy vọng rằng hai bạn này cũng sẽ sớm báo tin vui cho chương trình. Và bây giờ thì Tường cũng đã hoàn thành cái vai trò của mình ngày hôm nay rồi quý vị. Chúng ta sẽ tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị nhé. Khung giờ quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa 12 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần trên kênh My TV. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào 8 giờ sáng thứ Ba, thứ Năm và 7 giờ 30 sáng thứ Bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Quý vị ơi, xem nhớ đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Pháo tay thật lớn để chào đón hai bạn nam của ngày hôm nay nhá. Rồi, chào hai em. Rồi, ngồi đi cưng. Và bây giờ mời hai bạn nữ. Đây, hai cô em gái xinh xắn của tôi. Nhẹ nhàng. Rồi, bên đó trước luôn đi cho đổi phong thủy. Bây giờ liền luôn nè. Bây giờ đổi phong thủy luôn nè. Bây giờ một cô bé cười quá trời cười luôn. Em hãy tự giới thiệu mình đi, cô gái ngồi chiếc ghế màu xanh. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt, ba bạn cùng chơi và tất cả các bạn có trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Võ Thị Cẩm Tiên, tuổi thiệt là sinh năm 94. Em ở Tiền Giang nhưng hiện sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em là nhân viên văn phòng, là dự toán công trình xây dựng nhà gỗ cho nước Úc. Wow. Mọi người nhận xét em là một cây nắm lùn, vui vẻ, hòa ca bác và hòa đồng. Mời chàng trai chiếc ghế màu xanh, mời em giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Trung Thành. Hiện tại em đang làm giáo viên tại trường trung học cơ sở trung học phổ thông Thái Bình ở quận Tân Bình ạ. À, em dạy môn gì? Dạ, em dạy sự ạ. Ở ngoài quê thì còn có bố mẹ và các em gái của em ạ. Nói chung cũng ở đây gần 5 năm rồi ạ. Ổn định công việc chưa? Dạ, ổn định rồi ạ. Mình ở với ai trong này, ở chỗ nào? Dạ, em đang ở với chú với thím em ở trong này, ở đường Cách Mạng tháng 8. Rồi, mời bạn trai ở ghế màu đỏ. Trai ghế màu đỏ nè. Trước tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Và em tên là Trương Nhân Quý. Em thì nghề nghiệp, em sinh năm 94. Em nghề nghiệp là em sửa chữa ô tô, quê gốc ở An Giang, miền Tây ạ. À, vậy và em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Bình Dương đoạn nào? Em ở Thủ Dầu Một quá chị. Ồ, vậy không thì đi lên đây cũng khoảng 1 tiếng hả em? Hơn 1 tiếng. Hơn 1 tiếng. Nhưng mà ba mẹ là còn vẫn ở quê. Không, ba mẹ em lên đây với em. Ở Bình Dương luôn? Dạ. Ồ, vậy là bây giờ là mình xác định là lập nghiệp ở Bình Dương luôn. Tại vì nhà em được hai anh em trai á. Mà ngày trước chẳng qua hơi buồn xíu. Là anh hai em bị tai nạn đó chị. Là nhà còn có mình em à. Em đây em làm việc ở đây nên... Nên em ước ba mẹ lên đây ở chung với em. Có gì ăn nấy, chung với nhau. Rồi, chị hiểu rồi. Thôi, xin chia buồn với câu chuyện của em nha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi bây giờ em có ngại yêu xa không? Em thì được cái công việc của em bây giờ nó cũng gọi là ổn định đó chị. Thứ Bảy em chỉ làm có buổi sáng. Cái đó em đi làm cho người ta hay là mình làm nhà mình? Em làm cho người ta. Em làm cho công ty. đoạn lớn, 4 hãng làm gì. À, sửa xe là sửa xe trong công ty á hả? Chị tưởng đâu là cái gara sửa tư nhân. Công ty lớn lắm chị. À, đủ sống không em? Dù em cảm thấy bao nhiêu là đủ chị, em thấy là ổn á. Nhưng mình lo được cho gia đình mình đủ là được rồi. Còn dư được chút ít em lo cho bạn gái. Lưu dư được chút ít lo cho bạn gái. Dễ thương quá. Hay quá. Hay được. Cô gái ngồi ghế màu đỏ đây nãy giờ cười, tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em tên là Đoan Minh, em sinh năm 95. Em làm sale marketing cho ngành F&B đã được 5-6 năm rồi. Tính cách của em thì độc lập, không phụ thuộc quá nhiều vào bạn nam và hơi bướng. Em là người miền Tây. Miền Tây? Mỹ Tho, Tiền Giang anh. Mỹ Tho, Tiền Giang. Em có ngại yêu xa không? Sẽ tùy do mức độ đẹp trai của bạn nam. Tùy do mức độ đẹp trai của bạn nam. Wow! Wow! Ồ, vậy là mê trai đẹp hả cưng? Được. Tại nãy nghe chữ Bình Dương cái bên này eo. Ôi, yêu xa không chịu. Gì vậy? Là nghe xa quá đó, eo. Đúng rồi. Mà bây giờ có một câu khẳng định lại, tùy theo mức độ đẹp trai. Đúng. Cô là tôi cũng thích luôn á, là giống tôi đó. Rồi, Quý, điểm mạnh điểm yếu của em. Giờ điểm mạnh em thì vui vẻ, hòa đồng. Em được cái em không hút thuốc vậy. Không hút thuốc? Có nhậu được không? Nhậu thì lê gai. Nhậu chơi với em không bao giờ đi sau về sau 10 giờ. Hay quá. Coi như là nhậu từ 7 giờ sáng là tới 9 giờ tối là gì? Nhậu từ 7 giờ sáng là tới 9 giờ tối là... Trai ngoan em ơi, không có về nhà sau 10 giờ. Còn đi làm nữa Đạt ơi. Còn điểm yếu của em thì em không biết nấu ăn. Nói chung là nấu dở, chị em nấu mình em ăn, mà em ăn còn dư nữa. Có hồi nhỏ thì em hay bị sợ ma. Chị biết sao, ở dưới quê ngày trước thì nó vắng lắm chị. Mỗi nhà là chỉ có được một cái tivi thôi. Mà ba mẹ em thì dỗ cho em ngủ sớm. Cái mẹ em đi lại nhà kế bên á, coi cái đầu em ở nhà em thức dậy em không thấy ai chứ em khóc, em chạy cắm tụm cổ, em chạy đám khóc. Cái tới giờ mà em vẫn còn chọc em hoài luôn. Em thì cũng có cái tầng mà hôm nay em đi chơi vui quá hay gì á, tối về em ngủ em hay nói lại lắm. Nói lại là sao em? Là kiểu như cũng kiểu như mớ chị. Mớ hả? Trời ơi, cái đó em mới làm cho người ta sợ ma đó. Trời ơi. Chứ ma nào sợ em. Không mà. Ít em kể câu chuyện em mớ mà làm cho người ta nhớ đi. Tối em ngủ với vợ tự nhiên nửa đêm ngồi vậy em nói chuyện nói là vợ em mới sợ ma đó. Không, em không có ngồi, kiểu như em nằm nói luôn hả? Dạ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Joy 2 trong 1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Nói thành tiếng luôn, nói thành câu chuyện luôn hay là chỉ ú ớ thôi? Cũng có thể nói thành câu chuyện chị. Ví dụ như hồi đợt năm rồi em đi ăn tất niên á, em hát nhiều quá, mà cái tới ngày cái bài hát của em thích nữa, em ngồi với em kêu cho em hát nữa, cái em về em nằm ngủ cái em nói chuyện mình luôn. Nói gì? Thì em nói cho tao hát bài nữa, cái tôi nghĩ tôi về. Ai kể lại cho em nghe. Mẹ em. Còn em nè. Em biết chụp ảnh. Chụp hình. Dạ, em thích đi du lịch. Đôi lúc là em hay quẩy ba lô em đi du lịch một mình luôn. Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Bạn nam phải chiều em chứ. Em phải chiều em chứ. Nhưng mà tùy theo độ đẹp trai, người ta đẹp trai quá sao? Có gì em chỉ anh được không em? Hả? Có gì em chỉ anh được không? Không. Em phải biết nấu chứ. Biết nấu chứ. Anh có thể lên coi YouTube mà. Ok em. Em nhất định là không nấu ăn cho bạn trai mình ăn. Em sẽ rửa chén. Rửa chén. Và bạn trai mình phải nấu cho mình ăn. Đúng rồi. Rồi ví dụ như mai mốt rồi về ở chung với nhà có ba mẹ chồng luôn rồi cũng hỏng nấu ăn cho ba mẹ luôn hả? Tư tưởng của em á là khi mà có chồng hay gì đó là dọn ra ở riêng. Cụ thể hoàn cảnh nhà bạn trai neo đơn có mình bạn ấy rồi, ví dụ ba mẹ già ốm đau bệnh hoạn rồi làm sao? Em sẽ kiếm bạn trai khác. Trời, nhỏ này cũng nhận thẳng thiệt. Được cái ba mẹ em thì không có quan điểm là bắt làm dâu hay gì đó. Nói chung ví dụ như sau này hai người lập nghiệp có thể ở riêng hay gì đó là làm sao, ví dụ bên đó bạn nữ thì cũng có ba mẹ, em có mẹ làm dư mình dành ra một cái khoản nào đó mình chạy qua chạy lại chăm sóc đôi bên, phải không? Quan điểm là vậy. Vậy được không em? Vậy có kiếm bằng bạn trai khác không? Không. Để suy nghĩ. Trời ơi, suy nghĩ tùy theo độ đẹp trai. Được à, cô này được. Mà bây giờ điểm yếu là gì? Em có nói anh em rất là bướng, có nghĩa là thí dụ như là em biết em sai thì đương nhiên là với khách hàng thì em sẽ xin lỗi, nhưng với bạn nam thì em sẽ gật nhưng mà không, em cũng vẫn làm theo ý em mà. Để tôi coi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Để tôi coi là lúc mà cô gặp đúng cái người mà cô rung động đó, coi cổ có còn mạnh miệng nói như vậy không? Biết đâu nha. Chào thầy giáo nè, thầy giáo dạy sử nè. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh thì nói chung là em người quá hoàn thiện, có thể biết. Quá hoàn thiện luôn hả? Dạ. Nói chung là em không có cái gì gọi là quá đáng về tật xấu cả. Ví dụ như là em không hút thuốc này, em không nhậu nhẹt thì chỉ có ít thôi ạ. Thích đánh bóng chuyền ạ. Và bữa nay thì em đang tập gym và tập boxing. Những cái môn thần đường sức khỏe rất tốt ạ. Tại là khả năng kinh tế của mình vẫn còn rất là hạn chế. Vì vậy em đang học và khởi nghiệp, mở thêm một cái kinh doanh online. Hy vọng là đến năm 30 tuổi thì mình có đủ điều kiện để chăm sóc cho những người thân của mình và những người mình yêu thương. Năm nay nhiêu rồi? Dạ 27. 27? Dạ. Lập kế hoạch rõ ràng là mong muốn 3 năm nữa là cuộc sống nó khá hơn đúng không? Dạ đúng. Lo được cho những người mình yêu thương. Dạ. Còn có kế hoạch gì trong chuyện kết hôn không? Dạ, thực sự thì bố mẹ em rất là muốn có con dâu ạ. Nên em mong là trong vòng 1 năm hoặc là 1 năm hơn gì đó thì mình có thể tìm được một đối tượng phù hợp để mình có thể tiến tới lâu dài hơn. Nhưng mà đã sẵn sàng mọi thứ để kết hôn chưa? Dạ, để nói mà sẵn sàng thì thực sự là không có biết bao nhiêu cho đủ cả chị ạ. Nhưng mà em tin tưởng là em có đủ khả năng để mà chuẩn bị những thứ tốt nhất cho bạn ấy. Ok. Vậy còn điểm yếu của mình á, vừa nghe tốt quá. Tuyệt quá trời luôn á. Em hay sợ những con vịt mà bò sát, ví dụ như là rắn, là dân ở vùng gọi là vùng lũ á, nhưng mà thực sự là em không biết bơi. Chưa bao giờ tắm sông luôn. Ở vùng lũ không biết bơi. Dạ. Trời đất ơi. Em có cái tính hay quên ạ, nên em hy vọng là sẽ có một người nào đó nhắc cho mình suốt cuộc đời này. Trời ơi, nhắc mà nhắc suốt cuộc đời luôn ha. Chết rồi. Giống mẹ ơi, giống mẹ ơi. Rồi, hy vọng hôm nay thầy sẽ được như ý nguyện. Đâu, nhắc là anh ơi tháng này chưa đưa lương nữa nha, rồi ví dụ vậy anh ơi. Anh ơi chưa nấu cơm anh ơi, anh ơi chưa giặt đồ anh ơi, anh ơi con chưa bú anh ơi. Nhắc lia lịa, nhắc lia lịa. Thấy ổn không em thấy dụ có một người vợ vậy em thấy ổn không? Quá ok luôn nè. Quá ok luôn ơi. Thầy nói thầy nhớ nha thầy. Dạ. Dạ thực sự thì em cũng chỉ mong là có một người nào có thể nhắc mình hoài mà nhắc hoài không có chán. Rồi ok. Sợ nói câu đó xong là lát nữa 2 phút sau là quên liền hay gì. Rồi bây giờ mời Cẩm Tiên. Cẩm Tiên ngồi ghế màu xanh. Cái nấm lùn. Ưu điểm của em là biết nấu ăn, thích làm thiện nguyện và có biết hát, độc lập về tài chính. Về khuyết điểm thì em là một người hay quên, cho nên là khi nghe bạn nam bên kia nói hay quên thì tại vì em hay quên là những chuyện lặt vặt á, em còn có cái người nhắc nhở thì em mới nhớ. Chết rồi. Hai bên mà bên nào cũng hay quên, bên nào cũng muốn người nhắc. Dạ. Em có biết hát, là biết hát cái loại nhạc gì? Dạ em hát được bolero hoặc là nhạc những bài ballad. Ballad. Mình làm thử khúc bolero đổi không khí đi em. Dạ. Mời em. Sớm tụ rồi. Sớm tụ phải. Thật ra qua nay con bạn thân em nó tập cho em một cái bài là chết là tự nhiên quên tên. Tàu về quê hương. Tàu về quê hương. Đó, bạn thân nhắc liền luôn. Anh ơi Đô Thành, ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau luôn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Cảm ơn mọi người ạ. Oh yeah. Style mới là vừa hát bolero vừa mix rap vô luôn á. Biết rap không? Em đọc rap cũng được nhưng mà nó không hay lắm. Kệ chơi luôn cái hát là hay rồi, bây giờ đọc rap còn hay hơn nữa. Ở đây là màn rap của rap nem Cái Nắm Lùn. Dạ em cũng xin rap một đoạn nhỏ trong bài Ngày Anh Nhớ Em của Ron ạ. Hạnh phúc khó khăn lắm mình mới có được, vì thế nên em đâu dám đem ra cá cược. Cuộc sống em giờ có anh như vậy là đủ. Em không muốn yêu ai hay quay lại người cũ, đơn giản vì em xác định được mình thương ai. Em muốn mình cố gắng hơn nhiều cho tương lai, mặc kệ con đường này đi nhiều chướng ngại. Em sẽ cố dẫn anh theo nếu lỡ anh vướng lại. Hôm nay trời mưa to hơn mọi ngày, vì như thế làm em nghĩ đến anh trong mỗi giây. Trong cơn mưa hôm nay sao lại có nắng, giống như em trong lòng cũng đang nhiều trống vắng. Chắc là do tim em đang cần ai đó, có phải là anh, một bàn tay hay bờ vai nhỏ. Suy nghĩ trong em có chăng anh hiểu rõ, lãng mạn và yêu anh, mong anh một ngày sẽ hiểu nó. Wow, ghê ghê. Trời ơi, với cái bài rap em vừa nói hết những cái tâm tư, tình cảm. Để tôi nghe tâm sự luôn. Cảm xúc của hai bạn nam như thế nào hết luôn á trời. Sao thầy giáo nghe sao? Bolero được, rap dữ luôn. Dạ, đủ luôn rồi, đủ luôn rồi. Đủ luôn hả? Dạ. Quá dữ. Còn em thì sao? Các bạn hát rất là chuẩn như vậy. Chuẩn luôn hả? Hay lắm. Em cũng thích hát nên em thấy. Thích hát hả? Làm luôn em, hát luôn đi. Để nhà trai mình lép vế hay sao? Wow. Rồi. Đúng rồi, thì hôm nay em đến đây em cũng góp vô một đoạn. Đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ chẳng yêu một ai, sẽ chẳng cần lâu dài. Ngày tháng cứ thế trôi rằng trôi, chỉ có tôi và tôi, cô đơn là niềm vui. Rồi tình cờ nàng ghé qua, cười thật tươi trước nhà, làm lòng tôi biết là trái tim tôi khờ dài, có lẽ đã yêu lần hai. Em xin hết. Wow. Yeah. Bài hát lạ quá vậy, tôi mới nghe lần đầu luôn á. Rồi tình trường thế nào? Em đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi? Em trải qua ba mối tình ạ. Ba mối tình. Dạ. Mối tình đầu tiên thì lúc học cấp 3, nó kéo dài hơn 3 năm. Em phát hiện là bạn đó thật ra rất là tốt với em, nhưng mà không chỉ em mà còn với những em khác nữa. Nên là em mới dừng lại. Mối tình thứ hai là lúc em đi làm thì trong một chuyến đi chơi, em có cái bạn nam đó có cách cư xử nó rất khác với một bé trong nhóm. Người đi chơi chung một nhóm mà thấy là bạn trai của mình có tình ý với cái người khác phải không? Dạ đúng rồi. Em hỏi bạn đó là có hay không, bạn đó mới khẳng định là không. Sau một thời gian thì bạn đó nói là với em là chỉ là xem em là em gái mưa thôi. Xem em là em gái mưa thôi hả? Rồi một tháng sau thì bạn đó công khai trên Facebook với chính cái bạn nữ đó. Trời ơi, vậy là cái cảm nhận của em là đúng phải không em? Dạ, đôi khi em cũng sợ cái linh cảm của mình lắm á chị. Cho nên là em mới quyết định dừng lại. Rồi, mối tình cuối cùng hơn 4 tháng. Cả hai có cái tương lai là sẽ đi đến kết hôn khi mà tìm hiểu tầm 1 đến 2 năm. Tốt quá rồi, sao không tiến tới mà chia tay nè. Cái khúc này nè, sau thời gian quen nhau thì em mới phát hiện thì ra mình chỉ là cái người thay thế thôi. Cho nên những cái dự định đó thật ra nó đang dang dở với cái người cũ của bạn đó thôi. Thì em mới thôi dừng lại để... Em lắp vô chỗ trống đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà lần này có nhiều khi cảm xúc của em sai không? Dạ em cũng có trao đổi với bạn đó. Thì bạn đó mới nói là thôi chỉ làm bạn thôi. Trời. Cho nên là em muốn dừng lại để bản thân mình không bị tổn thương nữa. Mà em chia tay cái mối tình đó bao lâu rồi? Dạ cũng gần tháng rồi chị Tường. Mới có 1 tháng à? Nhưng mà bản thân em đã quên được cái người yêu cũ đó chưa? Dạ thật ra em không gọi là quên, xem đó là những cái kỷ niệm đẹp bạn đó đã góp trong cái phần thanh xuân của em. Em biết chia tay thì thực sự rất là buồn bởi vì em đã trải qua điều đó. Nhưng mà em hy vọng là bạn nữ có thể tiếp tục với những cái nhân duyên mới của tương lai ạ. Rồi, cảm ơn em đã đồng cảm ha, và có một cái suy nghĩ rất là tích cực. Rồi riêng mình thì sao? Thực sự thì chuyện tình của em nó cũng mang màu sắc gì đó nó hơi buồn. Dạ, thực sự thì em cũng có một mối tình mang lại rất nhiều cảm xúc và thực sự bọn em đã định tiến đến lâu dài với nhau. Nhưng mà hồi đó em có một cái tính là muốn làm việc gì á, thì mình quá chu toàn. Rồi dần dần thì không hiểu sao em càng bị sa đà. Trong y học thì người ta hay gọi là có dấu hiệu gọi là tự kỷ và trầm cảm một xíu. Sau một thời gian thì bạn ấy chọn một con đường mới. Và em cũng tôn trọng quyết định của bạn ấy. Thực sự lúc đó em rất là đau lòng luôn á. Anh với chị Tường rất là tin tưởng em. Và tin em nói thiệt chứ không phải là cứ thật sự hoài đâu. Thật sự không biết bao nhiêu cái thật sự luôn đó. Đó cũng là một dấu hiệu của stress và trầm cảm đó nha. Không quản lý được ngôn từ và cảm xúc của mình. Nói chậm lại, từ tốn và kiểm soát lời mình. Bình tâm lại không gì hết. Thầy giáo. Dạ, thực sự thì... Đó, thấy chưa? Dạ, là em rất là cảm xúc ạ. Nên chị biết cảm xúc thì có thể là hơi bị kích động xíu. Trong người nó hơi thả lỏng ra thôi. Một người sống rất là tình cảm. Bây giờ quay lại với Quý thì tình trường của Quý như thế nào? Dạ em thì được 2 mối tình chị. Em quen bạn nữ đó thì được hơn 2 năm á. 2 năm? Dạ. Trong lúc em làm việc thao tác cái em có bị chấn thương á. Nằm viện gần hơn 2 tháng rồi. Mà lúc đó nhà em cũng khó khăn. Cái đời em quyết định em xuất việc, em xuất viện á, em về quê. Lúc đầu thì về quê tầm 1 tháng thì bạn nó cũng vẫn liên lạc, điện thoại quan tâm bình thường. Rồi xong rồi người ta cũng báo lại thì bé đó cũng là có quen một người khác. Rồi. Trong thời gian em học về em làm em cũng có quen thêm một bạn nữ nữa. Bạn đó kiểu như binh đạo á chị, mà không có giấu mà kiểu như giấu em á. Nhưng mà đó là cái dạng như ba mẹ em sau này thì cho nên em cũng nói rõ ràng thì chia tay. Dạ. Minh, tình trường của em sao Minh? Đây nè. Thật ra em có 12 mối. 2 mối. 12. 12 mối. Lần đầu tiên có một cô gái. Trong đó có 4 mối là sâu sắc. 4 mối là sâu sắc. Còn lại là thuộc dạng đang tìm hiểu và không cảm thấy hạp nên dừng. Crush rồi hả? Cá tính ha, ngon ha, mạnh mẽ ha. Hết hồn hết vía. Tôi ngờ lần đầu tiên tôi thấy có cô gái lên này mà dám nói có 12 mối tình. Không, chỉ là crush thôi thì mình tính mối cũng được mà. Rồi. Cái mối tình đầu á thì em với bạn đó quen nhau được 8 năm. Trời ơi, 8 năm luôn. Quen được thời gian cái sẽ chán. sẽ chán, xong rồi cái nít nữa mà tình cảm tôi học trò mà. Bạn nam nó đi tà lưa với bạn khác. Tà lưa hả? Cho lên ở trên luôn. Mạng hay gì đó. Mà cái tính em thì trước giờ là em thấy nhưng em không có nói. Nói chung là sẽ tha thứ cho người ta khá nhiều lần, nhưng mà nói chung là giờ chẳng lẽ mình bị tổn thương hoài. Rồi xong được. Cái lúc bạn đó đi du học thì em quyết định là kiểu thôi giải thoát nhau luôn đi. Sẵn tiện luôn hả? Đúng rồi, tiện tay á, kiểu như vậy đó, giải thoát nhau luôn đi. Tiện tay là thôi giải thoát nhau luôn đi. Rồi, tiếp là 8 năm. Rồi thì sau đó không hiểu sao bị ám như sao á chị, những cái mối tình sao và những cái người quen sao nó ngắn mấy tháng. Cao nhất á là 1 năm. Thấp nhất á là 1 ngày, đó là khi mà bạn nam tỏ tình với em. 1 ngày tính mối tình luôn hả em? Rồi thì bạn nam tỏ tình với em, cái em mới thấy là cũng được. Xong rồi cái sáng hôm sau em mới thấy con thấy kỳ quá, thấy tụt mút quá, nên là em mới nhắn lại là thôi mình làm bạn thôi. Vậy là gọi là một mối tình hả em? Trời ơi, tôi hiểu rồi, tôi về chỗ. Trời ơi, nghe bà kể chuyện sau đầu đuôi nó. Sau đậm thứ hai là bạn nam tính hơi gia trưởng nên là hay kiểm soát. Có nghĩa là mới đầu vô mình nhìn một người partner của mình nó hào nhoáng lắm, nhưng mà mình rờ vô mình mới biết rờ cái bộ phận nào của người ta vậy? Rờ vô tính xấu người ta mới biết. Rờ vô đụng ngay tính xấu mới biết được hả? Đúng rồi. Gia thì trưởng. Cũng dùng dần được khoảng 1 năm, một vậy hạt rồi mới chia tay. Em lót Facebook bạn đó luôn. Anh chị có nghe câu yêu nhau vì nhan sắc không? Yêu nhau hồi nãy anh có nghe đó, tùy theo độ đẹp trai đồ đó, anh nghe loáng thoáng hồi nãy cô gái nào nói có câu đó. Em chụp hình cho cái nhà hàng của anh đó, mà lúc đó mặt em không có make up, xong cái ảnh cho em một cái voucher ăn 1 triệu. Cái xong cái hôm sau cái em make up lên, cái em lượn vô nhà hàng ảnh, cái ảnh mới nói trời Minh sao em nhìn khác quá vậy. Rồi sao? Ảnh cưới em, bắt đầu cũng ngồi tích, cũng đẹp trai nè, cũng có mấy việc làm ổn nè, rồi cũng cao nè, đó thì cũng rớ vô rồi. Yêu, nhưng mà yêu xong mới biết lụy tình. Ai lụy ai? Ảnh lụy, mà em là dạng con gái yêu thiên về lý trí khá là nhiều. Làm sao dứt được? Ảnh đi Hà Nội về cái ảnh phì ra, mập ra thì hết đẹp trai quá, rồi hết tội luôn, hết trách nhiệm bỏ luôn. Rồi cái em mới nói là thôi em nghĩ là em hết yêu ảnh rồi, mình nên buông nhau đi. Dứt điểm, dứt khoát đó. Mới có cuộc tình thứ 3 thôi đó Duy Tường, còn mấy kia đều nhỏ. Bởi chị nói với em nghe, em đừng có ham cái mã đẹp trai đó. Tao nói mà mấy người đẹp trai quá là tính xấu nhiều lắm, từ từ nó cũng lòi à. Bớt ham mê trai đẹp lại đi. Em thấy mà bạn nam nào khi cua gái cũng đáng gồng lên vậy nè. Xô hết như con cong nó xòe đuôi ra vậy đó. Rồi lịa 12 mối tình, nhưng mà tại sao em lại không tiếp tục để mà chinh phục những người đẹp, đàn ông đẹp trai nữa mà phải ngưng tới 2 năm nữa? Tại thật ra là lúc trong cái tiến trình đó thì vẫn có nhiều bạn nam theo em, nhưng mà kiểu chưa bằng người yêu cũ giờ này. Là phải kiếm lên trên. Hey, bữa nay có đem theo hình mấy người yêu cũ không? Trời ơi, phải biết cho chị coi luôn, không được chị giải tán hai bên này luôn trên rồi. Chứ mất công rồi nữa. Chị mở cửa ra rồi em nói chưa bằng người yêu cũ, tổn thương hai bạn trai của chị. Trời ơi thiệt á. Bữa nay là bên đàn gái nghe tình nhân vật rất là nguy hiểm nha. Sao Quý nghe tình trường 12 mối tình của cô gái bên kia em thấy sao? Cái nào thiếu thì em bù vô chị. Thiếu em bù vô hả? Thiếu em bù rồi, để coi hôm nay bù được không nha. Không á, thiệt chứ bộ, nhiều khi là đây là đỉnh của đỉnh luôn rồi. Nhưng mà giờ cái mẫu người yêu lý tưởng của Quý là như thế nào? Vui tính xíu. Vui, nãy giờ em thấy vui không? Vui không? Nói chuyện cười quá cười luôn. Quá vui. Trời, quá vui. Gì nữa? Còn nhiều động tác hề lắm nha. Với lại bạn gái cao tầm 1m58 đổ lên là được. Biết nấu ăn xíu, hồi nãy em cũng có nói rồi. Biết nấu ăn xíu hả? Mà chết cha, nhưng hơi bị sái không chịu nấu. Rửa chén thì được, nhưng mà người bạn trai phải nấu cho cổ ăn. Vậy sẵn dịp em về, em như bạn nói nãy lên YouTube học rồi, hai đứa học luôn. Còn hai đứa học luôn. Rồi xong rồi nấu ra thì mạnh người này thưởng thức của người kia, thưởng thức ai nấu cũng được. Đi ăn cơm tiệm đi anh. Ăn cơm tiệm đi anh. Mình có cái điều gì mình không thích ở người con gái không? Em không thích con gái mà cái kiểu như là nhiều chuyện ấy. Chuyện bà tám á. Rồi không xăm, dễ nhìn xíu là được rồi. Dễ nhìn xíu là được rồi. Biết tôn trọng người lớn là được. Khoan, bây giờ hỏi bà gu bảo sao nè? Gu nè, đẹp trai, anh đoán nè. Đúng rồi, đẹp trai. Đẹp trai là tiêu chí. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa nè? Cao. Chi tiền cho em đi. Chi tiền gì? Chi tiền cho em đi. Như là hỗ trợ kinh tế cho em. Ok, em tự lập vẫn được, nhưng mà không, em muốn bạn nam chi tiền cho em nữa. Ví dụ như là em xài những khoản nào? Mua đồ. Mua đồ mặc. Đi đầu tư. Đầu tư gì? Chứng khoán, bất động sản. Trời Bitcoin, nhưng mà Bitcoin đang sập rồi. Chắc tôi đi về, hôm nay tôi nghĩ mai mối quá. Mà đó giờ em đầu tư thành công hay thất bại? Cũng có, thành công. Lợi nhiêu? Cũng nhiều mà. Rồi sao không lấy tiền đó đi đầu tư tiếp đi, rồi cũng phải kêu con trai đưa tiền đi đầu tư chứ vậy? Thì trai cho tiền mình đi đầu tư, xong mình chia lại cho trai. Có chia lại cho trai luôn hả? Thì trai chia lại cho em, người ta gọi là hoa hồng. Đầu tư. Dạo này kinh doanh có lãi không? Liên dịch rồi chị, tạm thời pending. Cho nên giờ đang cần người đầu tư tiếp phải không? Đúng rồi. Rồi hy vọng hôm nay em có được người đầu tư nha. Chứ chị thấy chị hoang mang muốn bỏ nghề giải nghiệp rồi đó. Còn chị làm mai làm mối cũng nhiều ca lắm mà ca này chị thấy hơi căng rồi đó. Không mà cô bé này nãy nói đúng, ưu điểm là vui tính. Vui tính hả? Chứ là vui tính là cô bé này, quen thân cô bé này lúc nào cũng cười hết. Không thể nào buồn. Nhưng mà sao có nụ cười đó toát mồ hôi hột đó em, căng á. Cười mà cười này cười căng. Đừng có để cho cô bé này rờ trúng ngay cái điểm xấu là mệt nữa nha. Căng lắm. Thôi quay qua cô bé dễ thương Nấm Lùn nè. Nấm Lùn thích người yêu sao Nấm Lùn? Em chỉ cần cái người bạn trai của mình là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người yêu, biết cách cư xử với mọi người và độc lập về tài chính, về cuộc sống. Em Cương biết nấu ăn không? Dạ biết. Có sẵn sàng nấu ăn cho bạn trai ăn không? Cho chồng ăn không? Thật ra thì em nấu cũng được, nhưng mà em muốn việc nấu ăn á là cả hai cùng chia sẻ với nhau. Rồi, ok, đồng ý. Có thích ảnh chi tiền cho mình đầu tư không? Thật ra về kinh tế thì em nghĩ là cả hai nên độc lập. Em thích bạn nam có quỷ đen hơn. Nói gì kỳ vậy nữa? Sao hôm nay ca khó không vậy? Sao thích? Tại vì em không thích người nam đưa hết tiền cho mình. Nếu mà thực sự có tiếng xa thì cả hai sẽ đóng một cái quỹ chung, và cái quỹ chung đó để thực hiện những cái dự định tương lai. Phần còn lại thì em nghĩ là cả hai nên có một phần nào đó giữ riêng cho mình để sinh hoạt, giống như là đi ăn uống bên ngoài. Cái đó mình chỉ dùng từ là mình có cái khoản riêng để chi tiêu cá nhân thôi. Dạ đúng rồi. Em dùng cái từ quỷ đen là nó ghê lắm. Quỷ đen là những cái gì nó đen tối. Bây giờ thì mình sẽ hỏi ý kiến của người thân. Phía bên dưới thì Tường thấy là có một chú nha. Chú là người nhà của ai ạ? Chú là người nhà của Trương Nhân Quý ạ. Dạ, người nhà của Quý. Chú là gì của Quý ạ chú? Tía. Tía. Dạ, chào Tía. Dạ Tía, hôm nay Tía đi theo coi nãy giờ rồi, Tía có suy nghĩ sao là Tía phát biểu nè. Cái chỗ ghế xanh nè, hợp với Quý á, nói chuyện là một, hai nữa là tính nết cũng phù hợp với Quý á. Cảm ơn chú nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, rồi đó là ý kiến để cho Quý có thể tham khảo thêm. Chào em gái, mình là đi theo ai? Dạ, em chào chị Tường, chào anh Đạt cùng tất cả mọi người. Hôm nay mặt em kích ứng nên em xin phép chương trình cho em đeo khẩu trang. Dạ, em là bạn của Tiên ạ. Rồi, bạn của Tiên Nấm Lùn phải không? Dạ. Rồi. Tiên ơi, hai bạn nam bên đây á, thì khá là ổn áp. Nhưng mà Ly nghĩ á, cái gu của Tiên á, là sẽ là cái bạn ghế màu xanh á. Thì với cái tâm sự của bạn ghế xanh từ nãy tới giờ á, thì em nghĩ là bạn ghế xanh sẽ chịu được cái tính của bạn em. Cảm ơn em, đó là những ý kiến từ bạn người thân xanh. Hy vọng là giúp ích được rất nhiều cho các chàng trai, các cô gái của mình khi mà lựa chọn. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì đã có đầy đủ thông tin rồi. Đạt ơi, dạ. Mình mở cửa trái tim đi. Còn gì nữa, cho hai bên gặp gỡ nhau nè. Mở cửa trái tim. Wow. Trời, làm liền luôn hả? Và thằng em nhìn gọn lẹ quá. Thì không biết lựa màu son nhưng mà anh hy vọng em sẽ thích. Ví dụ em không thích màu này, em thích màu khác, anh dắt em đi mua. Liền tay vậy luôn. Đúng là anh chàng thợ sửa ô tô. Nếu không thích màu này thì anh sẽ mua cho em màu khác. Đó, nhanh gọn lẹ liền. Chưa kịp hỏi cảm xúc luôn. Anh nói quịch tẹt quá vậy. Đâu, anh thẳng mà, anh là anh chàng rất là thẳng tính. Em thích không, em thích không? Chưa mở, chưa biết. Mở đi. Còn ba làm gì ba thô bạo dữ vậy trời. Ý màu cam. Cam đó, thích không? Màu cam. Em thích đỏ cơ. Nhưng mà hơi cảm ơn anh. Đỏ cam á. Vậy bữa anh mua cho cây khác. Cảm xúc đầu tiên khi mở cửa trái tim ra thấy như sao? Anh này đẹp trai. Trời ơi, nhỏ này thẳng tính ghê. Anh này đẹp trai. Ổn không? Ổn hả? Mà ảnh cứng quá. Cứng là cái gì cứng? Bây giờ ảnh tặng quà ảnh làm liền rồi ảnh nói luôn. Sao vậy em không chịu nữa hả? Vậy cho nó nhanh gọn lẹ chứ em muốn lòng vòng nữa hả? Từ từ thôi. Muốn chậm chậm lên chút hả? Từ từ bà khó chịu quá à. Thì cái ta đẹp trai được rồi. Mà đẹp trai là được rồi. Trai không? Nhưng mà nãy chị mới nói là người đẹp trai có cái mã thôi, phải từ từ. Chính nãy chị mới nói mà, chị nói người đẹp trai chứ nhiều khi bên trong nó có nhiều tánh xấu. Chị đâu kêu từ từ đâu. Rồi, em cũng bớt lại một chút nha. Bớt lại đi cưng. Kềm lại chút xíu. Cảm xúc sao cưng? Nè nghe nè, nghe anh chàng trai ta đẹp trai nói nè. Bạn gái dễ thương. Dễ thương quá hả? Có sao xuyến chút nào chưa? Dung. Sao cưng? Cảm xúc khi thế nào khi mở cửa trái tim ra? Hai bạn gái rất là dễ thương. Nhân đây thì em có một món quà nhỏ gửi tặng đến hai bạn ạ. Cảm ơn ạ. Em cảm ơn anh nhiều. Nhóm thầy giáo phát sổ đầu bài. Sao thích màu này không? Để người ta đổi luôn. Màu đen. Thích màu đen, làm ơn mới mốt đổi màu đen cho người ta đi. Rồi đổi thêm luôn quá, tôi nói bà bớt lại đi. Rồi sao nắm luôn? Sao nè? Cảm xúc của em như thế nào? Anh đọc nhìn vô cái chữ. Em thấy trên cái quyển sổ có một cái câu thơ rất là hay. Có chữ nghĩa nè. Thuyền về có nhớ bến Chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Nghe khá là hay đúng không? Tại cho em cái cảm tình. Cảm ơn bạn. Bây giờ hai chàng trai tôi mạnh mẽ lên. Anh Quý mạnh mẽ lên, muốn hỏi gì hai cô gái này cứ mạnh dạn. Cho hỏi hai bạn là ví dụ như mình yêu nhau, mình quan điểm về tình yêu là như thế nào? Nếu mình tình yêu là nên cho hai người một khoảng không, gọi là tôn trọng không gian, đừng có dính nhau quá. Ủa yêu nhau mà đừng dính nhau, nó chán lắm. Theo em thì tình yêu là như thế nào là vui? Sự thấu hiểu. Này nói với anh Quý nè, đừng tìm hiểu anh kia, anh Quý nè. Nhào vô tình yêu đừng có gồng quá, nó không có vui. Gồng quá nó không vui, mỗi ngày mỗi khác. Quý hiểu không Quý? Giỏi. Em nói đi. Quý hoang mang lắm, bé hỏi nó trả lời xong Quý chưa hiểu gì luôn. Tiên. Dạ, quan điểm trong tình yêu của em là cần một người biết chia sẻ, thông cảm và phải biết tôn trọng người yêu của mình, đối phương của mình. Anh thì thích rõ ràng, kiểu như là yêu ai là chỉ có một người thôi, khi nào mà không thương nữa hoặc là không có còn quý lý nữa thì cứ nói thẳng ra. Dạ em muốn hỏi thầy giáo. Rồi hỏi thầy giáo, mời em. Muốn hỏi là bạn có gia trưởng không ạ? Cái điều này thì mình khẳng định luôn là mình là một người sống rất là tình cảm. Nghe quan điểm chia sẻ của hai người rồi từ đó mình sẽ đi đến kết luận. Không có ý kiến của mình là chủ đạo. Thật sự nhiều khi em cũng trẻ con á, thì anh có chấp nhận được hay không ạ? Và không có ai hợp với nhau 100% cả. Mình thông cảm, chia sẻ và cảm thông cho nhau thôi. Rất mong là mình có cơ hội để sau này sẽ cảm thông với nhau nhiều hơn. Ví dụ như là em người con cả đầu á, nên thực sự là cái vấn đề trong gia đình á, thì em muốn có một người bạn đời của mình nó thực sự lễ phép. Con trai trưởng, bạn nghĩ như thế nào? Cần phải có một con dâu phải ngoan hiền và lễ phép. Chứ em nghĩ về điều đó như thế nào? Cái điều lễ phép đó thì mỗi người đều phải có hết. Nếu mà đi xa hơn nữa thì mình thương người chồng thì chắc chắn mình sẽ cũng phải kính trọng người thân của đối phương. Anh con trưởng vậy là ở dâu đúng không anh? Làm dâu đúng không? Làm dâu đúng không anh? Thì mình quê ở Quảng Bình nhưng mà mình vào đây lập nghiệp. Có mong muốn là muốn ở đây làm việc lâu dài nên làm dâu thì mẹ mình không bắt buộc đâu. Nhưng mà em có ngại làm dâu không? Dạ không ạ, tại vì quan điểm của em là tôn trọng ba mẹ hoặc là người thân của đối phương và em cũng hy vọng là như vậy. Nè, cô bé này em nè, em có quan trọng làm dâu không? Em không có thích làm dâu. Nãy người ta hỏi rồi, ông này ông Mai không có nhớ gì hết, ta nói ngay từ đầu rồi. Em nói vui là có nhiên là dọn ra ngoài ở riêng. Dọn ra ngoài ở riêng còn không kiếm bạn trai khác. Rồi. Em cá tính mạnh nhất trong đây. Tại vì hôm nay đó cái ý kiến người thân của mình nó có hơi xáo trộn một chút, đúng không? Mà mình cũng phải lắng nghe ý kiến người thân chứ. Em tặng anh Quý, bởi vì anh Quý đã tặng son cho em, nhưng mà em sẽ không như anh, em sẽ không nói là ở trong đây đâu có gì. Em đồng ý cho anh khui tại đây không? Được. Tặng em rồi, muốn làm gì em làm. Khui đi, tặng em rồi. Trời, bà tặng quà mà mới đứng đó, anh Quý bà sàng thấy sợ luôn. Đôi khi người ta phải cần như vậy. Mắc cỡ đó chị ơi. Không hề. Bà thả tính đó chứ mắc cỡ cái gì. Hồi hộp ha. Dung. Hả? Dung hả? Đang dung dẫy. Dung. Một bộ hình. Hả? Không. Hình gì? Thật ra là đó là hai cái nơi em đi du lịch mình mà em thích nhất. Cái là ở Thái Lan với một cái là Singapore. Em từng đi giống như là có một cuộc hẹn du lịch hay gì từng đi Sing rồi từng đi Thái. Anh đi nhiều lắm rồi chứ mà đi trong nước. Anh đi chỗ nào? Anh đi làm. Thôi đi làm đừng có vậy, ý em nói là đi du lịch mà. Đi du lịch có điều kiện thì mới đi được chứ em. Đúng rồi, không có tiền lấy gì đâu đi trời. Đi nè ba cái bát bo luôn. Trời đi Thái rẻ lắm luôn á. Rẻ sao? Có 6 tới 8 triệu, 4 vé máy bay, tự túc bay cái bèo qua bển rồi tự book hostel rồi ở. Có 6 tới 8 triệu à. Ủa rồi đi du lịch rồi ai trả tiền? Thì anh phải trả chứ. Anh trả là hai đứa luôn. Còn em thì em tự trả. Là mạnh ai nấy trả hả? Thật ra hồi xưa em quen mấy bạn nam á, để trả luôn cả tiền phòng cho em. Ủa là ngủ chung hay ngủ riêng? Ngủ riêng. Ngủ riêng tiền phòng ai nấy trả, như nào ngủ chung anh mới trả tiền. Tại mấy bạn nó thích chi thôi chứ không phải là do em ép hay gì hết. Bây giờ chị hỏi em nè, giờ thí dụ như đi ăn rồi bạn trai quên đem bóp theo trả tiền thì em có trả tiền không? Thì lấy thẻ ra cà. Không có đem, quên cái bóp rồi thì em cà đó, đợt sau ảnh cà lại. À coi như là xen kẽ nhau. Dạ đúng rồi. Quên 2 lần luôn. Bye bye. Bye bye hả? Một lần thôi đi chứ qua lần 2 bye bye. Cá tính mạnh dữ vậy trời. Quý à, sao em hoang mang vậy? Đang phân tích. Quý đang phân tích. Em được tặng 3 cuốn bách bo luôn mà em hoang mang vậy? Dạ. Rồi mời nấm lùng. Nấm lùng. Dễ thương nè. Em có 2 quyển sách muốn tặng cho 2 anh ạ. Riêng thầy giáo em có tặng thêm 1 phần quà nhỏ. Coi phần quà nhỏ là cái gì? Ủa sao bữa nay giống như trùng khớp nhau với thầy giáo quá ha. Nhật ký bỏ túi. Bây giờ mình cho các bạn test lại cái cảm xúc. Mời thầy giáo đứng lên. Mời thầy giáo qua lịch sử. Nhà trai xin phép nhà trai cho nắm tay nhà gái Đạt hướng dẫn đi. Rồi. Em thử cảm xúc. Cho bạn nắm tay được có. Nhìn nhau 30 giây âu yếm coi có muốn nói gì không. 10 giây cảm xúc như thế nào? Lạnh. Run lắm em. Máy lạnh. Rồi nhìn vô. Chắc hết 30 giây rồi đó chứ. Nắm hoài luôn hả? Rồi, quay qua bên phải, nắm tay bên đây luôn. Nhìn nhau. Cảm xúc muốn giữ trong lòng thì anh lỏng ra đi, anh đừng có gồng. Muốn bộc phát cứ bộc phát. Anh đừng có gồng nữa, thả lỏng ra đi. Được chưa? Thực sự thì em có cảm giác rất là tốt ạ. Có cảm giác rất tốt. Kiểu tình yêu xét đánh ạ. Tình yêu xét đánh hả? Đánh hay thì chưa biết nha, ghê nha. Quý nè, Quý có quyền được nắm tay 2 cô gái để thử cảm xúc của mình. Dung dãy hoài. Dung quá. Nói gì không hết giờ. Anh nắm em hoài luôn. Anh biết thì anh đứng đây anh đợi mà không sao đâu. Bảo vệ nhà gái. Em phải nhìn thẳng vô mắt người ta nè. Anh cứ rung luôn. Ổn rồi. Để nắm lùng. Tại không à, tính em hay cười vậy. Nhớ lời ba dặn. Cái chỗ ghế xanh à, hợp với Út Quý á, nói chuyện là một, 2 nữa là tính nết cũng phù hợp với Quý á. Nhìn anh mắc cười lắm rồi. Dạ không, tại em hay rung, em hay cười để kiểu cho mình bớt rung hoặc là tạo cái gì đó tác động bên ngoài để bản thân mình có thể tự tin hơn á. Em thấy anh sao? Tức là em có cảm tình với anh, cái lúc mà anh chia sẻ là tình cảm thì cái gì nó cũng nên rõ ràng và thẳng thắn chia sẻ với nhau. Con người em cũng vậy nên là em cũng thích đối phương là như vậy. Dạ em cũng chia sẻ như vậy. Cảm ơn anh. Rồi về chỗ, hết giờ rồi đó. Bây giờ các bạn hãy nhìn trên ghế của mình. Mỗi cái ghế đều có 2 cái nút bấm màu đỏ và màu xanh, tượng trưng cho cái người ngồi trên cái ghế có cái màu như vậy. Nếu như sau 5 giây các bạn đồng ý hẹn hò thì mình hãy bấm vào cái nút mà mình muốn. Nếu như bạn không muốn, không có cảm xúc với ai hết, có quyền không bấm. Và khi nào 2 chiếc ghế cùng màu mà cùng sáng đèn với nhau thì mới gọi là 2 trái tim đồng điệu. Các bạn nắm chưa ạ? Trái tim mình mách bảo bấm chỗ nào thì bấm chỗ đó. Mời 4 bạn để tay vào. Thời gian bắt đầu. 5 4 3 2 1. Em chỉ cần cái người bạn trai của mình là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người yêu, biết cách cư xử với mọi người. Hy vọng là đến 50-30 tuổi thì mình có đủ điều kiện để chăm sóc cho những người thân của mình và những người mình yêu thương. Anh thì không biết lựa màu son nhưng mà anh hy vọng em sẽ thích. Ví dụ em không thích màu này, em thích một cái anh dắt em đi mua. Bấm. có một cái đèn không sáng, vì sao em không bấm? Thì không hợp gu em. Không hợp gu em. Tại bản ở Bình Dương lận. Xa. Đúng rồi, với lại cứ vậy giống em hành bản quá nên là thôi. Cũng rất là thẳng thắn ha, quyết đoán ha. Hy vọng em sẽ gặp may mắn lần sau. Như vậy thì mọi người thấy rằng là chúng ta có 3 người bấm nút, nhưng mà 2 chàng trai đều bấm vào chiếc ghế màu xanh, nhưng mà cô gái ấy thì đã bấm vào cái anh chàng màu xanh. Như là chúng ta sẽ có một cặp đôi. Từ cặp đôi ghế xanh, mời hai bạn tiến ra phía trước. Chúc mừng em. Chúc mừng anh em. Sao cái gương mặt em có vẻ thẳng thốt và hốt hoảng vậy? Khoan, em chưa lót được cái kết quả. Em chưa lót được kết quả hả? Đây nè. Em đang ngồi ở ghế màu xanh, thấy chưa? Thấy màu xanh không? Rồi em bấm cái đèn của màu xanh. Em dẫn qua đây màu xanh. Là em chọn anh thầy giáo bằng ghế ngồi ghế màu xanh. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Em có bấm lộn nút không? Có bấm lộn nút không? Bấm lộn nút không? Bây giờ vẫn có. Dạ thôi em bấm đúng, bấm đúng. Đúng địa chỉ rồi đúng, đúng không? Đúng rồi, nắm tay đi cho chắc ăn coi để em. Trời ơi trời. Đúng rồi, nắm tay. Trời ơi. Rồi mời em trai đứng lên. Rồi đây đứng nhanh. Đứng ra đẹp trai rồi không cần nữa. Ok. Khổ ghê vậy đó. Trời ơi à. Hôm nay chúng ta có một cặp đôi là cặp đôi ở thầy giáo Thành ha và cô Cẩm Tiên ha. Hai bạn hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trên chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Xin mời thầy giáo. Đánh dấu một bước khởi đầu nè. Hôn đi, hôn đi. Wow, dễ thương. Và chương trình sẽ tặng cho một cặp đôi thành công. Mỗi bạn sẽ là một chiếc điện thoại Realme pin khủng, sạc nhanh. Hy vọng các bạn sẽ sử dụng chiếc điện thoại Realme này để liên lạc với nhau, rồi chụp thật nhiều ảnh và chia sẻ cùng chương trình những cái khoảnh khắc thật là đáng nhớ của mình nha. Đây chị Tường tặng cho hai bạn nè. Với hai bạn không thành công thì là mình thất bại, nhưng không sao hết, thất bại trong tình yêu thôi. Nhưng đến với chương trình thì các bạn dù không đến được với nhau, chương trình cũng đồng cảm đến cái sự là dám bày tỏ, rồi dám thể hiện bản thân để tìm kiếm một nửa cho mình. Chương trình gửi tặng mỗi người một chiếc điện thoại Realme pin khủng. Và đây, quà tặng dành cho các bạn đó chính là WeWell John Chi, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan và tốt cho sức khỏe. Rồi tặng cho em. Để em. Đây. Ok. Hello. Đây, ngon lành. Và đối với cặp đôi thành công, để chúc mừng cho sự 2 thành 1 của cặp đôi thì nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một, tặng mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Và lưu ý nha, nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì các bạn sẽ được bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả 2 trong 1, cộng lại 2 + 1 là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Đó. Nhớ có tin vui là báo liền cho chương trình nha. 3 năm nha. Còn các bạn thì tham gia chương trình, mỗi người nhãn hàng cũng tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc với phiên bản Kết Đôi Như Ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình, đã giúp cho các bạn có cơ hội gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc cho các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin vui cho chương trình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kính thưa quý vị, và chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 22h30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22h45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Nhớ đón xem nha quý vị nha. Và bây giờ Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye. Mình biết chương trình thông qua đâu ạ? Hôm bữa vô tình lướt Facebook cái gặp, cũng có xem mấy cái clip hoặc là mấy trailer của mình ở trên Facebook, thấy chương trình nó hay và thiết thực nên em bấm vô đăng ký luôn. Mình mong muốn cái tiêu chuẩn của mình khi mà gửi đến chương trình là tìm một người bạn gái như thế nào? Em mong tìm một bạn gái là vui vẻ xíu, biết nấu ăn càng tốt, tại vì em nấu ăn dở lắm, em nấu của mình em ăn. Giờ trước đó thì bạn có chuẩn bị gì cho cái buổi gặp mặt ngày hôm nay không? Là sẽ hát tặng một vài câu hát cho bạn nữ và cả trường quay. Đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ chẳng yêu một ai, sẽ chẳng càng lâu dài. Ngày tháng cứ thế trôi rằng trôi, chỉ có tôi và tôi, cô đơn là niềm vui. Rồi tình cờ đang ghé qua, cười thật tươi trước nhà, làm lòng tôi biết là trái tim tôi khờ dài, có lẽ đã yêu lần hai. Tôi qua hầu như là thức tới gần 2 giờ sáng, không biết sao không ngủ được. Tối qua đi về, đi làm về, nói ba mẹ con chở ba đi Sài Gòn chơi, cái mẹ nói trời Ngày nó thương ba nó dữ. Cái đầu tới sáng cái cũng đi mua quà, có đi hớt tóc, xong cái về chở ba đi xuống đây luôn. Hôm nay mình đi đến chương trình thì mình có cảm giác là hồi hộp lo lắng gì không? Đúng rồi, lần đầu vào đây thì mình cảm giác giống như là nó vừa vui mà vừa lo sao á. Vậy thì cái tiêu chí anh gửi đến chương trình để chương trình ghép đôi với cho anh với một người bạn gái là gì? Thực ra nói tiêu chí thì không có gì to tát lắm, đối với mình chỉ cần một người con gái thấu hiểu, chia sẻ. Nãy giờ thì chúng ta đã lắng nghe những chia sẻ của các bạn trai, không biết là các cô nữ của chúng ta thì sẽ có những cảm xúc như thế nào ha? Mình có thể nói một chút xíu về tính cách của mình như thế nào không? Em là mẫu con gái độc lập với kiểu hơi mê tiền. Không, còn cái này em nghĩ chắc ai cũng mê hết á. Nói chung là mình là một cô gái thực tế đúng không? Dạ đúng rồi, em là cô gái thực tế. Vậy thì bây giờ ngày hôm nay đến với chương trình thì em mong muốn biết mẫu người yêu lý tưởng của em là như thế nào? Cô phải thực tế như em á, có nghĩa là em không cần anh phải cứ suốt ngày đi chăm nom em như công chúa hay gì hết. Em cần anh đổ tiền vô em thôi. Có nghĩa là em chỉ cần anh rót tiền cho em đi du lịch thôi. Một cô gái có cái tính cách rất là mạnh luôn á. Có một câu tuyên ngôn nào để tìm kiếm bạn trai ngày hôm nay không nào? Anh giận rồi, anh chuyển khoản cho em đi. Bên ngoài đẹp trai, anh giống nhiều tiền. Một người đàn ông lý tưởng của mình là như thế nào nè? Em cần tìm một người về ngoại hình thì ưa nhìn, cao hơn em tầm 1m7. Còn về tính cách thì người đó hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm người yêu, hay giúp đỡ người khác là được. Em đến chương trình thì nói chung là vui vẻ nhưng mà cũng có chút hồi hộp, không biết đối phương là người như thế nào, cảm thấy hồi hộp mong chờ. Em chỉ cần cái người bạn trai của mình là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người yêu. Mình là một người sống rất là tình cảm và không có ai hợp với nhau 100% cả. Mình thông cảm, chia sẻ và cảm thông cho nhau thôi. Bấm. Vậy thì cái cảm xúc đầu tiên khi mà em vừa mới mở rèm ra, em thấy bạn ấy như thế nào? Có đẹp trai như là em mong muốn không? Cũng ổn, chưa đẹp trai nhiều lắm. Muốn 2 level lên nữa. Chắc thần tình yêu muốn cho em độc thân thêm thời gian nữa. Bởi vì bạn này ở Bình Dương lận, nó xa lắm. Kim kêu bạn là mắc công hành bản nữa nên là thôi. Cho nên là em không bấm đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn có vẻ hơi bị cứng. Phải bởi vì khi mà em nói bạn là bạn nên đi du lịch nhiều hơn để có open mind, để có thế giới rộng mở hơn, thì bạn đó nói là bạn đó không có chuyện, bạn đó chỉ đi làm thôi, thì cái đời sống vậy nó hơi chán với em. Em từng đi giống như là có một cuộc hẹn du lịch hay gì, từng đi Sinh rồi từng đi Thái. Anh đi nhiều lắm rồi chứ, mà đi anh trong đi nước. Chỗ nào anh đi làm thôi, đi làm đừng có vậy, ý em nói là đi du lịch mà. Đi du lịch có điều kiện thì mới đi được chứ em. Đúng rồi. Hôm nay khi mà mình không được vào không, anh thấy thì trước tiên anh thấy chương trình mình thì nó quá tốt, nó hợp cho những bạn trẻ. Còn anh thì anh không buồn vì mà không ai bấm hoặc là mình bấm ai hay không quan trọng. Anh vô đây chủ yếu là anh cảm nhận vào cái cảm giác của mình. Với lại style và là dưới bạn đó anh thấy nó cũng không có phù hợp với anh lắm. Với lại nhiều khi bạn đó không bấm thì anh cũng nghĩ nhiều khi anh cũng không phù hợp với bạn đó. Cho nên thì như vậy thôi. Anh cũng chúc mừng cho bạn kia, thì anh theo anh cảm nhận vậy thôi. Trong hai bạn thì thấy bạn đó rất là chân thành, cho nên anh bấm. Thì em có sở thích gì đặc biệt không? Ví dụ như có thích đi xem phim không? Đi xem ca nhạc? Em thích đi du lịch. Dạ. Nãy hình như em quên chia sẻ. Em thích đi du lịch, đi đây đi đó. Và còn anh? Anh cũng vậy á, anh đi Đà Lạt nhiều lắm. Và em rất mong là được nắm tay ai đó đi Đà Lạt, đi chợ đêm Đà Lạt. Rồi, Đà Lạt có lời nguyền đó anh, là đi là về chia tay đó. Vậy thì mình đi vùng khác. Ở Việt Nam này có rất nhiều nơi có thể chúng ta đi Đà Lạt. Và đặc biệt là anh có một chuyến, muốn có một chuyến du lịch về miền Tây để mà thưởng thức những cái món ăn và đặc biệt là về ra mắt nhà ai đó. Không biết được không ta? Cái đó chắc để sau đi ha. Rồi. Ủa anh dạy vậy là dạy sao ta? Trong tuần là anh dạy full luôn hay là chỉ một vài ngày thôi? Thì theo lịch của nhà trường, với lại anh làm thêm cả quản lý học sinh ở ký túc xá vào buổi tối nữa, nên thường thường cuối tuần mình em mới rảnh. Còn trong tuần thì có thể là bữa nào em sắp xếp được em có thể chạy qua mua cho em một ít trà sữa này, rồi đồ ăn vặt này, phô mai gì đó, thì cứ nhắn tin cho em có thể chạy qua mặc dù xa, nhưng mà làm sao xa được bằng trái tim của cứ alo là em sẽ chạy qua, cứ alo là em sẽ chạy qua. Trời, nhớ nha, anh nói là nhớ rồi, anh gì ta? Em nói thì nhớ. Anh có gái là rất là tròn lời hứa, rất là dự tính, vì vậy cái gì nói là anh sẽ làm. À, hy vọng lần này anh sẽ không chọn sai. Và hy vọng là tình yêu và tình cảm sẽ đến với hai đứa chúng mình, và biết đâu gì đó hai đứa chúng mình sẽ có tin vui vào một ngày hôm sau. Cũng rất cảm ơn chương trình đã tạo một cái nhịp cầu về kết nối hai đứa bọn mình.